Tí lại đi vào quảng cáo anh em nhé, biết quảng cáo gì rồi đúng không? Tí này quảng cáo nhé. Ok này, thế thì đạo hàm ấy thì các em học rất là nhiều rồi. Ở đây thầy không nhắc đến định nghĩa đạo hàm nhé, đã không nhắc là đến khi nào tồn tại đạo hàm tại một, đại học, đại hai. Vì những cái đấy lên lên lớp 12 chúng ta sẽ không không đi tìm hiểu nữa, mà chúng ta chỉ cần tìm hiểu cái gì, chúng ta cần tìm hiểu cái gì khi lên lớp 12, đó chính là gì? Cách đạo hàm. Quan trọng nhất là cách đạo hàm. Các em phải biết đạo hàm những con này. Bởi vì không biết đạo hàm những con này thì lên 12 chúng ta chẳng làm được cái gì cả. Đấy. Tất cả những cái kiến thức lớp 12 đều bắt đầu từ việc chúng ta đạo hàm cái này ra cái gì, rồi chúng ta mới bắt đầu gì? Đi xử lý bài toán ở lớp 12. Đấy. Còn lớp 12 học cái gì thì buổi sau thì chỉ cho nhá. Đấy. Còn ban đầu là chúng ta phải làm như thế. Đấy. Thì cái quan trọng nhất là các em phải xử lý được cái đạo hàm. Thế thì đạo hàm thì các em biết rồi. Đấy, các em biết rồi. Chào Trần Nga nhá. Thì các em biết rồi là nó có một số quy tắc và cũng có một số cái quy tắc đạo hàm một tổng, đạo hàm một tích, đạo hàm thương, đạo hàm của hiệu đúng không? Đấy, thì mấy cái đấy thầy nghĩ là nó rất là đơn giản rồi, các bạn có thể nhớ được rồi nên thầy sẽ không nhắc lại chuyên sâu nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đi vào từng con một nhé. Đấy. Giải quyết nhanh bài một đã, xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Nào, các em ơi, câu đầu tiên đạo hàm là cái gì nó dễ nhất này, không phải không bao giờ sai được luôn. Đây là câu đầu tiên mở màn để cho chúng ta cảm thấy là gì, tất cả đều nhẹ nhàng. Ok câu đầu tiên nào các em ơi, nào thôi thôi nào chúng ta chuyển sang việc chiến đấu ít cho nó vui vẻ nào, hoạt động tay chân với bài toán nào. Chào Thu Hiền nhá, chào Phúc Hồng nhá, chào Nhật Anh nhá, Nhật Anh vào chưa? Ô, tôi thực ra là còn đang rất là nhiều các bạn đang inbox thầy cho xin vào nhóm chat đấy, mà thầy không trả lời hết được đấy. Em nghe từng cái là từng các bạn nhắn tin đấy. Các em nhá, các em nhá, nào các em nhá, nào câu nhanh câu một nào, 4x mũ 3 cộng 3x bình à? Ok, câu trả lời rất là gọi là ngôn ngữ đáng yêu của từ bạn Tuấn Anh nhá. Các bạn nào đồng ý không nhỉ? Các bạn nào không đồng ý không nhỉ? Câu đầu tiên là thầy gọi là cho để giao lưu học hỏi thôi, gặp gỡ với nhau đúng không? Ok nhá. Chào Đại Dầu nhá, 4x3 cộng 3x bình. Thực ra câu đầu này ấy thì thầy nghĩ là không bạn nào sai đâu. Lại Việt Toàn nick phụ của nick kia em. Tại sao em vào đây? Thầy thấy cái avatar giống nhau hay sao ấy, nếu thầy để ý không nhầm. Ok nhá, nào thôi mình bắt đầu này. Thế thì câu đầu tiên nhá thì là đạo hàm theo cái quy tắc bình thường thôi, thì chúng ta sẽ suy ra ngay được f phẩy x ở đây là gì, là bằng là gì, 4 lần x mũ 3 cộng 3 lần x bình phương. Cái này không phải bạn nào sai được đúng không? Rồi câu B nào, câu B có bạn nào gặp khó khăn không? Thầy nghĩ là câu B này nếu bạn nào học không chắc là đã bắt đầu gặp khó khăn rồi đó. Câu B các em ơi, câu B Lương Việt Toàn à? Ok em đúng đấy, thầy nghĩ là bạn Lương Việt Toàn nghe vậy đúng. Ui, bạn Lan Anh còn gõ chuẩn mực luôn kìa. Đấy, bạn Lan Anh là đỉnh cao này em ạ. Đấy, thầy trả tim cho bạn ấy luôn. Câu B nào các em ơi, câu B nhanh nào các em ơi, câu B các em ơi. Ok, rất là nhiều bạn đã vừa vào live thầy rồi nhá, thì bạn nào mà vừa mới vào live thầy thì cho thầy xin một tim, một chia sẻ nhá. Đấy. Nếu mà bạn nào mới là lần đầu vào live của thầy và đang bơ ngỡ thì các em cứ bình tĩnh nhá, còn rất nhiều cái vui ở đằng sau các em ạ nhá. Còn bạn nào mà đã vào lâu rồi thì chắc thì hiểu rồi đúng không? Không 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 cần phải thầy giới thiệu đúng không? Không bạn nào có đáp án câu B à? Câu B các em ơi. Nào làm nhanh nào, 150 bạn mà không có bạn nào đưa cho thầy đáp án câu B à? Nhập đáp án này mệt lắm thầy. Trời ơi, sao các em không không biết xong gửi cảnh đến đây? Thì thực ra nhá, câu B thực ra đấy. 3 phần 4 x mu 1 trừ 1 phần 4. Ok, thầy không không biết là bạn Tuấn Anh bạn biết cái gì không? Đấy. Không không biết bạn Tuấn Anh bạn biết cái gì đâu. Thế thì ở đây nhá, các em chú ý này. Các em chú ý này, đây là một trong những cái đạo hàm mà lên lớp 12 em rất thường gặp của, tức là nó không phải là căn bậc 4 hay là căn bậc 2, nó tích là căn bậc gì cũng được. Nhưng mà chúng ta phải biết cái đạo hàm cái thằng gì? Căn bậc n của x thì nó bằng cái gì? Đấy. Căn bậc n của x nó bằng cái gì? Thì rất là nhiều bạn gặp khó khăn cái này, vì sao? Vì chúng ta không gặp, vì chúng ta ít gặp. Chúng ta ít dùng.
Nhưng mà lên lớp 12 thì ta phải dùng bất cứ mà chúng ta phải biết đó. Người ta nghĩ rằng là lớp 11 chúng ta học rồi nên là lên lớp 12 nó sẽ không không chỉ lại đâu đó, và rất là nhiều bạn gặp khó khăn. Thì các em chú ý này, theo như chúng ta có công thức rồi, căn bậc n của x thì sẽ bằng là x mũ 1 phần n, được chưa? X mũ 1 phần n. Đấy, chúng ta sẽ đổi sang như thế này và chúng ta sẽ áp dụng được đúng cái công thức là áp dụng đúng cái công thức là x mũ n mà đạo hàm ra thì sẽ bằng là gì? N nhân x mũ n trừ 1, được chưa? Đấy, chúng ta dùng đúng công thức này thôi, với là một trên n, làm như bình thường, vẫn là mũ n này thôi, đúng chưa? Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng công thức đấy nhá. Đó, thế bây giờ chúng ta đổi lại thằng này thôi, các em đổi lại như thầy này. Thằng này sẽ bằng là gì? Căn bậc 4 của x mũ 3 tức là x mũ 3 phần 4, x mũ 3 phần 4 cộng với căn bậc 2 của x mũ 5 tức là x mũ 5 phần 2, được chưa? Đó. Cộng 5x trừ 1 trên x. Rồi. Bây giờ chúng ta suy ra được lúc này thì f phẩy x đạo hàm nó sẽ bằng cái gì các em? X mũ 3 phần 4 thì các em hạ 3 phần 4 xuống thôi, 3 phần 4 nhân với cả x mũ gì? 3 phần 4 trừ đi 1 tức là gì? Trừ 1 phần 4. Đó, trừ 1 phần 4. 3 phần 4 trừ đi 1, đúng không? Cộng với 5 phần 2 nhân x mũ 5 phần 2 trừ đi 1 thì là bằng gì? 3 phần 2, được chưa? Còn cái hai cái đằng sau này thì bạn nào cũng biết rồi thì cho vào đây cho thêm cho vui thôi, cộng 5 trừ đi 1 trên x đạo hàm đó cộng bằng trừ đi 1 trên x bình, lại thành cộng 1 trên x bình, được chưa? Đến đây nhá, đến đây chúng ta nên đổi lại cho đẹp, không nên để như này. Đi thi thì để như này ấy, thì nếu mà thầy cô nào khắt khe có thể sẽ bị trừ không phải anh em nhỉ nhá. Chúng ta sẽ đổi lại nó thành là gì? 3 phần 4 giữ nguyên này, x mũ trừ 1 phần 4 thì các em lại biết có một cái công thức là gì? X mũ trừ n thì bằng 1 trên x mũ n nhá. Đấy, hai cái công thức mà chúng ta hay dùng này, hay dùng này. Đó, hay dùng nhá. Thì các em thấy là x mũ trừ 1 phần 4 thì tức là bằng 1 trên x mũ 1 phần 4. Đấy, như vậy thầy sẽ nhân với x 1 trên x mũ 1 phần 4. Thực ra thầy có thể đổi ngay được nhưng mà ở đây thầy sẽ đổi từ từ để cho các em có thể gọi là hiểu nhá. Đấy, cộng với 5 phần 2 nhân với x mũ 3 phần 2 thì dễ rồi. 1 phần 2 thì nó bằng căn bậc 2. Như vậy lúc này nó thành căn bậc 2 của x mũ 3. Còn mũ 3 thì chúng ta giữ nguyên thôi. Cộng với cả 5 cộng 1 chế x bình nhá. Rồi và bây giờ chúng ta đổi tiếp. Thằng này đổi tiếp thì bằng đi. 3 trên cho 4 này. X mũ 1 phần 4 tức là bằng căn bậc 4 của x nhá. Cộng với cả gì? 5 phần 2 căn bậc 2 của x mũ 3 cộng 5 và cộng với cả của phần x bình, được chưa? Để dịch lên cho em nhìn đấy nhá. Rồi, ok chưa? Đấy, đạo hàm rất đơn giản như vậy thôi. Thầy nghĩ là đơn giản mà, đúng không? Ok, các em nhìn có hiểu các em nhìn có hiểu không? Có cái hiểu không? Fx bằng x mũ 3 phần 4 chấm chấm. Ok em nhá. Nào các bạn xem hiểu, các bạn xem đã có hiểu cái việc mình thầy đạo hàm này chưa? Đó thì các em thấy này là chúng ta phải làm ra được đến cái kết quả này thì mới là hoàn hoàn mình hoàn hảo nhá. Đó. Thầy nghĩ là các em sẽ hiểu, thầy nghĩ là các em sẽ hiểu được. Đúng chưa? Rồi. Thì cái cách này nhá, nếu mà bạn nào không hiểu ấy thì các bạn phải xem được kỹ lại cái thầy giảng nhá. Đấy, từ công thức đổi như thế nào xong rồi chúng ta đọc hàm. Thì giúp bảo giảng lại à? Rồi thôi giảng lại một lần nhá. Câu này là nó dùng rất là nhiều lên cấp 2 à, lên 12 nhá, lên 12 nhá. Đây là thầy giảng lại ở đấy, thấy chưa? Rất là thầy nghĩ là gì? Thầy nghĩ là đạo hàm rất là đơn giản. Đấy, bạn nào cũng nghĩ thế. Nhưng mà khi gặp vào những cái câu như này các bạn sẽ thấy là gì? Mình hiểu đạo hàm đến đâu. Đấy, giống như kiểu là gì? Các em nói yêu nhau chẳng hạn đấy, hiểu nhau đến đâu. Hơi bị khó đấy các em ạ, không nghĩ đơn giản đâu, nhìn ngoài cũng rồi mình hiểu bạn ý là nhưng mà thực sự có hiểu không? Ai biết đúng không? Đấy, vào thử không biết đúng không? Thử ấy, toán thì chúng ta thử bằng bài tập. Đấy, còn tình yêu thử bằng cái gì? Thử bằng khó khăn trong cuộc sống các em nhé. Các em cứ gặp khó khăn thì các em biết là tình yêu bền chặt không chứ, rồi còn là toàn đi màu hồng thì không nói làm gì rồi đấy. Đúng, giống nhau cả thôi đúng không em? Đấy, toán cứ vào làm mới biết được, nhìn ngoài em hiểu rồi. Okay, nào giảng lại này, chăm chú nghe này, bạn nào chưa hiểu chăm chú nghe, bạn nào hiểu rồi nghe lần nữa xem cho càng hiểu thêm nhá. Thế thì ở đây này chúng ta có hai cái công thức là gì? Căn bậc n của x bằng x mũ 1 phần n và x mũ trừ n thì bằng 1 trên x mũ n, được chưa? Đấy là hai cái công thức chúng ta sẽ sử dụng đó. Thì ở đây thay đổi là căn bậc 4 của x, căn bậc 4 của x có phải là bằng x mũ 1 phần 4 không?
x mũ 1 phần 4 mà ở đây là nó có x mũ 3, nó có sẵn 3 rồi, tức là bằng 3 nhân 1 phần 4 là bằng x mũ 3 phần 4, được chưa? Đó. Cộng x mũ 5 này, căn bậc 2 của x thì là bằng 1 x mũ 1 phần 2. Thế thì hai cái đấy nhân lại với nhau thì sẽ ra được x mũ 5 phần 2. Rồi còn đoạn sau giữ nguyên, không có gì cả nhá. Lúc này chúng ta sẽ có f phẩy nó bằng như bình thường thôi, đạo hàm như bình thường thôi. X mũ n đúng không? Đạo hàm thì sẽ hạ n xuống và sẽ bằng là x mũ n trừ 1, dưới đây thì sẽ hạ 3 phần 4 xuống. Đó, bằng 3 phần 4 nhân x mũ 3 phần 4 trừ 1 là trừ 1 phần 4. Cộng với cái này cũng vậy, 5 phần 2 hạ xuống nhân với x mũ 5 phần 2 trừ 1 là 3 phần 2. Cộng với cả hai cái này sau này thì đơn giản rồi. 5x đạo hàm ra bằng 5 trừ 1 trên x đạo hàm ra thành gì? Trừ 1 trên x bình, nên là độ cho này sẽ đổi thành cộng 1 trên x bình. Ở đây tiếp theo thì thầy chỉ đổi biến đổi lại để cho thằng này ra cái kết quả chuẩn theo cái việc mình viết toán học thôi, mình không viết theo kiểu mũ phân số nhá, mũ nguyên thôi, mình viết mũ nguyên thôi. Thì mình sẽ có này, ở chỗ này 3 phần 4 thầy giữ nguyên, x mũ trừ 1 phần 4 thì ở chúng ta tức là x mũ trừ n bằng 1 trên x mũ n, như vậy chỗ này sẽ bằng là 1 trên x mũ 1 phần 4 cộng với 5 phần 2 giữ nguyên, x mũ 3 phần 2, x mũ 3 phần 2 nhá, thì cái mũ 3 thì giữ nguyên, 1 phần 2 thì thầy có là gì? X mũ 1 phần 2 thì bằng căn bậc 2 của x. Đấy, thay đổi ngược lại này, x mũ 1 phần 2 bằng căn bậc 2 của x, như vậy chỗ này nó bằng căn bậc 2 của x mũ 3, số 3 thì nó giữ nguyên. Đó, em hiểu chưa? Chỗ này nó chỉ là 1 phần n thôi, nên là chúng ta phải tách ra thành 1 trên gì đấy, 1 trên 2, 1 trên 3, 1 trên 4, chứ không thể lấy 3 phần 2 được nhá. Rồi, 5 với cả cộng 1 phần trên x bình thì giữ nguyên. Chỗ này thì 3 phần 4 thì viết lại đây này, x mũ 1 phần 4 đó, x mũ 1 phần 4 thì đổi lại thành căn bậc 4 của x. Đấy, thay đổi ngược lại thôi, được chưa? Như vậy bằng căn bậc 4 của x cộng với 5 phần 2 nhân với căn bậc 2 của x mũ 3 cộng 5 cộng x mũ 1 phần 2. Ok chưa? Rõ ràng nhá, rất rõ ràng đấy nhá. Rõ ràng chưa? Nào các bạn lúc nãy chưa hiểu hiểu chưa? Đó. Thầy vừa giảng lại rồi đấy, Phạm Phương hiểu chưa nào? Hơn 200 bạn rồi, bạn nào vừa mới vào thì like share giúp thầy nhá. Bài này rất là hay, bạn bè của các bạn cũng nên biết nhá. Đây là các em share về tường cho thầy nhá, share về trang cá nhân đi. Đó, share ngược vào các group học tập thì cũng được, nhưng mà cẩn thận nhá, không cẩn thận thì nó block nick đấy. Đó. Các em share lại về cho về tường giúp cho thầy nhá. Đấy, một like một share là gọi là ảnh hưởng rất là động lực lớn đến cho thầy nhá. Ok nhá, giảng triết lý hay quá xe bạn. Ui dồi ôi, thầy ngày xưa văn á, nó được tận 5 điểm đấy các em ơi, triết lý là nó là chính xác rồi các em ạ. Ok chưa, sương sương à. Nếu mà bạn nào mà nghe vẫn mà chưa rõ nhá, nghe mà chưa rõ ấy, thì chúng ta có thể là sau cái video này các em xem lại đấy, hai lần liền là rõ ngay. Và cái này bắt buộc phải rất là thạo nhá, cái này là gì cần thiết đấy, cái gì cần thiết hôm nay thầy mới đưa vào, chứ hôm nay là không có những cái gì là vứt đi đâu, hôm nay là những cái gì cần thiết thầy mới đưa vào đấy, nên là các em phải cẩn thận nhá. Rồi câu C nào, đổi con câu C là câu C là câu dễ nào. Chào Mỹ Linh nhá, trời ơi, vào trời ơi, vào sớm lên em ơi. Câu C nào, câu C đơn giản này, câu C các em ơi. Ai à, các bạn comment đẹp quá nhở, bạn Lan Anh này thầy thấy là đỉnh cao đấy em ạ. Con mình nó phải này từ giờ Tuấn Anh, nhưng con mình thế kia vứt rồi, để thả cho một cái ha ha vào đây nhá. Đó, ok nhá. Nào bây giờ mình sẽ làm câu C. Câu C là một câu dễ nhá, một câu dễ. Câu C các em ơi. Ui chết rồi, thầy thả tim tất cả các bạn chứ sao toàn gái xinh, thầy biết bạn nào xinh hay xấu đâu. Các em có gửi ảnh cho thầy đâu mà thầy biết xinh hay xấu. Thầy cứ thấy bạn nào comment hay là thầy thả tim thôi. Đấy, bạn nào comment đúng thầy thả tim hết nhá. Đấy. Ok nhá. Nào, bây giờ làm câu C này, câu C là câu dễ. Câu C này thực ra là thầy chỉ muốn kiểm tra xem bọn em đạo hàm U trên V thế nào thôi nhá, câu C không khó. À, câu C là fx bằng cái gì? X bình phương cộng với cả 2 lần x trừ 3 trên cho gì? X cộng 5. Đó, x cộng 5. Thế thì thực ra bài này thì các em đạo hàm bình thường cũng được. Nhưng mà thầy nghĩ là gì? Chúng ta cứ gọi là làm sao? Chúng ta cứ chia nó xuống cho nó dễ.
chìa xuống là dễ cái mà, bởi vì thực ra các em để như này thì cũng được thôi, chả sao cả, đạo hàm thẳng luôn cũng được, nhưng mà với những bài này ấy, thì mình chia xuống thì biện pháp mình đạo hàm nó sẽ nhanh hơn. Chia thì thầy có thể tách ra thôi, mình tách ra là x nhân x cộng 5 này đó, thì các em thấy này, x bình thầy tách ra là x nhân x cộng 5 thì nó sẽ ra là 5x. 5x mà đây chỉ có gì 2x thôi, như vậy mình phải trừ đi 3x, thì thầy lại trừ đi 3 nhân x ở ngoài ra cộng 5 tiếp đó, đóng vào lại đó. Thì các em thấy này, trừ 3x này là nó sẽ sang bên này là nó sẽ xuất hiện được là x bình phương cộng 2x rồi. Trừ 3 nhân với cả 5 là thành gì? Trừ 15. Trừ 15 mà đây chỉ có trừ 3 thôi. Như vậy chúng ta phải cộng bao nhiêu? Cộng 12 mà, đúng không? Trên cho gì? X cộng 5. Xong nhá. Như vậy suy ra thầy sẽ có f phẩy x. À, cái này bằng tiếp chứ. Chưa xong, chưa xong. Chưa xong. Bằng này chia xuống. Như vậy thằng này nó sẽ là x trừ 3 cộng với cả 12 trên x cộng 5. Được chưa? Rồi nhá. Như vậy suy ra được này, f phẩy x. Ừ, thay đổi cái bút này, bút này viết nó bị khó chịu. Đó, suy ra các em sẽ có là fx đó, cái này viết f phẩy x nhá, thì sẽ bằng có thể viết hợp lý hơn rồi. Một này, x đạo hàm ra bằng một, ba đạo hàm ra bằng không hết luôn. Còn thằng này đạo hàm ra là rất là dễ rồi, trừ đi cho bao nhiêu? 12 trên x cộng 5 tất cả bình phương. Đó, việc chia ở trên thì lâu nhưng việc đạo hàm nó nhanh hơn rất nhiều so với việc thì các em đạo hàm trực tiếp nhá. Đó, các em rút kinh nghiệm nhá. Đó, xong rồi, xong đáp án đấy, đơn giản không em? Đơn giản đúng không? Đó, đơn giản, đơn giản nhá. Em thấy thầy đạo hàm như này ok không? Các em thấy đạo hàm như này ok không? Các em ơi, nào các em cho thầy xem nào, đạo hàm như này ok chưa? Phật Trần Linh cười gì đây em ơi? Ok nhá, đấy, đạo hàm như này sẽ nhanh hơn, các em cố gắng là học nhiều cách đạo hàm cùng một lúc vào, cách nào nhanh nhất thì mình áp dụng, chứ mình đừng chỉ sử dụng một cách, bởi vì đi thi ấy thì đôi lúc là chúng ta dùng cách này nhanh hơn, đôi lúc dùng cách kia nhanh hơn. Cứ cách nào nhanh các em chiến này nhá. Chiến bằng cách nào nhanh nhất nhá. Đó, ok chưa? Ảo thật à? Khá ok à? Ok các em, khá ok là được rồi. Rồi, xong câu C nhá, sang câu D nào. Sang câu D nào các em ơi, sang câu D, sang câu D. Sang câu D cho thầy nào. Câu D là một câu chả biết dễ hay khó nữa. Câu D thực ra là nó là đơn giản, là U trên V thôi, mình cứ chia M à, M thầy chỉnh rồi, thầy chỉnh rồi. Thầy dạy lại cách này lần nữa đi ạ. À, cách này thì không biết gì đâu. Được rồi này, nói lại câu C phát xong qua câu D luôn này. Thầy nói lại câu C phát xong qua câu D nhá. Có bạn, các bạn mà cứ bảo thầy dạy lại thì thầy dạy lại thôi. Được không? Nhưng mà đừng đừng nhiều quá, một lần thôi. Đấy. Các em thấy này, nếu mà thầy có fx như này, thầy muốn đạo hàm nhanh ấy thì thầy sẽ chia nó xuống. Mà cách chia xuống rất là đơn giản. Cứ có x bình thì thầy tạo ra cái x cộng 5 thì thầy sẽ đặt x ra ngoài thì nó sẽ có x cộng 5 ở trong. Đó, xong thì thầy cộng nhân x cộng 5 rồi thì các em lại nhân ngược ra, các em nhân phá ra thì ở đây là x nhân x bằng x bình rồi, nhưng mà x nhân với 5 thì lại bằng 5x cơ, như đây chỉ có 2x, như vậy các em phải trừ đi 3x, mà trừ đi 3x mà em muốn ra xuất hiện x cộng 5 thì em phải đặt 3 ra ngoài đúng không, thì thầy đặt 3 ra ngoài bên trong lại có 5 là x cộng 5, thì các em nhân phá ra này, chỗ này là trừ 3x đúng không, gộp với thằng 5x thằng trước là ra 2x rồi, thì tiếp theo thầy nhân ra này, trừ 3 nhân 5 là trừ 15, trừ 15 mà đây chỉ có trừ 3 thôi, như vậy thì thầy phải cộng với 12 đó, thế xong thì chia xuống thôi, 5 năm hết thì còn x gạch đi, còn ba thằng này cộng 12 trên x cộng 5, như vậy f phẩy ra được một trừ đi 12 trên x cộng 5 trở về, thế thôi nhanh gọn nhá. Xong sang câu D này, câu D này thì thực ra ấy là nó cũng không có cách nào gọi là triệt để quá cả, chúng ta có fx ở đây nhá, fx bằng x cộng x căn x cộng 1 trên cho x bình phương cộng 3, được chưa? Quả này đạo hàm thì chắc là hơi căng rồi, quả này đạo hàm là khả năng là hơi căng rồi, đề dễ quá thầy ạ. Ok bạn qua ngoài nhá, nếu mà đề này dễ mà em làm hết được đề này mà ổn ấy thì thầy nghĩ là lên 12 là hợp lý đấy, là em học đỉnh cao đấy. Rồi thằng này thì thầy nghĩ là cứ đạo hàm thẳng thôi, chả có cách nào hơn cả, thì em sẽ có ngay suy ra được fx f phẩy x nhá. Đây là u trên v mà, thì bằng u đạo hàm nhân v đúng không, u đạo hàm ra thằng trên này đạo hàm, thằng trên này đạo hàm thì x đạo hàm bằng một cộng với thằng này đạo hàm, mình phải phải tách ra thành u
mũ nhân V đúng không? Thì đằng này đạo hàm là gì? Là căn x cộng với cả gì? X nhân với cả căn x. X nhân với căn x đạo hàm. Căn x đạo hàm thì các em biết rồi, nó là bằng bao nhiêu? 1 trên 2 căn x. Thì x chia cho căn x là bằng bao nhiêu? Là bằng căn x, như vậy là cộng 1 phần 2 căn x, được chưa? Một đạo hàm biết rồi, đóng một vòng lại, nhân với cả gì? X bình phương cộng 3. Tiếp tục, cộng với, à, trừ chứ, trừ V, V phẩy nhân U đúng không? V phẩy là cái mẫu. Cái mẫu là đạo hàm là gì? Là 2x, cái này bạn nào biết đúng không? Nhân với cả gì? Thì trên là x cộng x căn x cộng 1. Đó, trên cho cái mẫu bình, được chưa? Trên cho cái mẫu bình. Vậy nó là x bình cộng 3, tất cả bình. Vậy thôi. Con này liệu nhân ra và rút gọn được không? Nhìn qua qua cái xem nào. Nhân ra thì có khả năng cũng có thể rút gọn được đấy. Cũng có thể rút gọn được. Tạm tạm mình nhân thử ra nhé, nhân thử ra thôi. Chứ còn con này ấy thì nó không đẹp được đâu, nha, không đẹp được đâu. Bằng này nhân ra này thì thằng này nó là gì? X bình phương cộng 3, một nhân vào đây mà thành x bình phương cộng 3 nhá. Căn x nhân x bình thì nó là gì? X bình cộng với này, x bình nhân căn x. X bình nhân căn x cộng với cả 3 căn x. Cộng với x bình 1 phần 2 x bình nhân với cả căn x này. Cộng với cả gì? 3 phần 2 căn x. Được chưa? Trừ đi này, hai cái nhân nhau là gì? Hai lần x bình phương. Ô trên này thì nó chẳng triệt tiêu được đâu, có mỗi thằng x bình với x bình thôi. Thằng này nhân lại là gì? Trừ đi này, hai lần x bình phương nhân căn x. Và đây là gì? Trừ đi cho 2x nhá. Được chưa? Trừ đi 2x này trên cái mẫu này. X bình cộng 3 tất cả bình nhá. Rồi bằng này. Rút gọn thôi, x bình này. Đấy, các em giỏi hết, xem con nào có x bình nhá. Đây x bình là trừ đi trừ x bình này. 3 thì chả có thằng nào rồi, không có thằng nào lẻ nguyên 3 nên là vẫn là cộng 3 thôi, được chưa? Nào bây giờ cái này này, x bình nhân căn x mà lại cộng 1 phần 2 x bình nhân căn x thì mình cứ lấy máy tính mình bấm thôi, 1 cộng 1 chia 2 này, đã hết chưa? X bình nhân căn x này, x bình nhân căn x là trừ đi 2 này. Đó, các em bằng là đi trừ đi 1 phần 2 x bình nhân căn x này. Đó. Bây giờ đến căn x. Căn x thì chỉ có một thằng căn x thôi. À đây có thêm một thằng căn x nữa là 3 cộng 3 phần 2. Được chưa? 3 cộng 3 phần 2 là bằng cộng 9 phần 2. Căn x, được chưa? Hết rồi. Còn một thằng x, còn một thằng x lẻ ở ngoài cùng thôi là trừ 2x. Đấy, đó. Trên cho x bình cộng 3 tất cả gì? Tất cả bình. Thế thôi. Thực ra cái này ấy, thì nó sẽ không, số nó không đẹp đâu. Tại vì đây là thầy bịa thôi. Thầy chỉ muốn kiểm tra và đưa ra các cái gì? Cách đạo hàm và để cho em đấy là những đạo hàm phép bình hiệu tương tận sẽ như thế nào đấy. Ok chưa? Sai đấy. Ok thầy ở đây nhá, ở đây nhá, các em chú ý này, ở đây chú ý này, thầy đang muốn kiểm tra cái quan trọng nhất ấy là cái gì, là cách đạo hàm và cái phương pháp đạo hàm của bọn em, chứ không phải là cái kết quả cuối cùng nhá. Bởi vì những bài này kết quả cuối cùng có thể nó không quá đẹp, thế nhưng mà cái cách đạo hàm bọn em phải biết, tất cả những cái gì về đạo hàm bọn em phải biết thì lên đạo, lên lớp 12 mà em mới làm tốt được nhá. Ok, xong câu D này. Xong câu D nhá. Chào Phan Trang nhá. Thầy em còn chào hẳn cả tên thầy luôn. Hợp lý em ơi. Rồi, câu E nào. E nào em ơi, các em ơi. E nào các em ơi. Một team một xe cho thầy nhá các em nhá. Một team một xe cho thầy. Ok, nào câu E các em ơi. Hôm nay rất hay, bài hôm nay rất hay. Các em nắm chắc tất cả cái này thì lên 12, thầy qua 15 thì chạy qua 12 các em thấy dễ như trở bàn tay luôn. Ok chưa nào? Em ơi, một like một share và comment đáp án câu E cho thầy nào. Một like một share và comment đáp án câu E giúp thầy nhá em ơi. Câu này nâng cao à? Không, em ơi, câu mấy câu này không nâng cao nhá, câu E nhá. Mấy câu này chưa nâng cao đâu các em ơi, chưa nâng cao, chưa nâng cao. Nâng gì, mấy câu này bình thường thôi. Nào bạn nào mới vào thì một like một share cho các bạn biết được vào cùng mình ở đây là một trong những cái phần rất là quan trọng của lớp 11 đến 12 chúng ta phải biết nhá. Câu E nào các em ơi. 3 phần 2 x căn x cộng 2 x cộng trừ 1 phần 2 căn x. Ok em thầy không biết là em biết cái gì nữa luôn đấy. Ok nào, đáp án câu E đáp án B. B ở đâu đây em? Ok mình qua câu E này. Đấy. Đây thì cho tự luận để các em biết cách làm thôi. Quan trọng nhất là biết cách làm. Ok nhá. Nào. Câu E này. Fx bằng gì? X bình phương trừ 1 nhân với cả gì? Căn x cộng 1. Được chưa? Đó.
Thì cái này đạo hàm là u nhân v, đây u nhân v các em suy ra được cho thầy ngay là f phẩy x sẽ bằng gì? Mình có là u nhân v mà đạo hàm thì sẽ bằng là gì? U phẩy nhân v cộng v phẩy nhân u, được chưa? Đó, thì cái này các em đạo hàm các em sẽ có ngay thằng đầu tiên đạo hàm là 2 x nhân với cả gì? Căn x cộng 1 cộng với thằng đầu tiên giữ nguyên x bình phương trừ 1, thằng thứ hai đạo hàm đúng không? Là nhân với cả 1 trên gì? 2 căn x, được không em? Đó. Thế chỗ này chúng ta có nên phá ra không nhỉ? Mình phá thử ra nhá, xem ra cái gì không nhá. 2x căn x cộng với cả 2x cộng với thằng này x bình mà các em chia cho x căn x nhá. X bình mà chia cho căn x. Đấy, thì nó 1 phần 2 thì giữ nguyên nữa này. X bình mà chia cho căn x. Thì các em thấy là x bình là x nhân x. X chia căn x bằng căn x. Như vậy thằng này bằng x căn x. Được chưa? Trừ đi 1 phần 2 căn x. Được chưa? Đó, như vậy mình rút gọn thêm tí. 2 mà cộng với cả gì? 1 phần 2 đúng không? Là bằng 5 phần 2, được chưa? 5 phần 2 x căn x, được chưa? Cộng với cả gì? 2 x trừ đi 1 trên 2 căn x, được chưa? Đó, đáp án này là sẽ như thế. Em ok chưa? Tuấn Anh làm tuyệt vời đấy em ơi. Ok, bạn Phạm Phương này là đúng rồi. Căn x à? X căn x nha em nha, không căn x nha. Đúng rồi, bạn Phạm Phương con mình đúng rồi, bạn Tuấn Anh thì hơi bị nhầm tí nhá. 4x mũ 2 cộng 5x căn x cộng 1 phần 2 căn x. Hình như không đúng em ạ, hình như cứ đánh không đúng đâu em ơi. Chú ý nhá, đấy. Thầy ra những cái câu đạo hàm bình thường mà. Thế tại sao vẫn các bạn sai nhỉ? Đấy mà thầy nghĩ là nhiều bạn sẽ bị nhầm đấy. Thế thì các em hiểu đạo hàm đến đâu? Lại quay về câu hỏi các em hiểu đạo hàm đến đâu hay là các em hiểu người yêu các em đến đâu, crush các em đến đâu, nói người yêu hơi xa xôi thôi, các em hiểu crush đến đâu. Ok, câu g nhá, câu g là đơn giản, câu g này là câu cho điểm. Các em ơi comment câu g giúp thầy nào, đáp án câu g để cho điểm này, cho điểm này các em ơi. Cho điểm nhá. Bạn Tuyết Anh có thể là bạn đi nhầm ở chỗ nào đấy nên là khi đạo hàm ra nó bị như thế. Nhá, không sao. Xem thầy là hiểu rồi nhá. Nào, câu g này dễ này. Các em ơi. Sao số xấu vậy ạ? Ừ thì đúng thôi, số đâu cần phải đẹp em. Ở đây thầy có bắt em giải cái gì đâu. Mỗi đạo hàm mà nên là số nó phải xấu đi. Người yêu lòng tình lắm thầy ạ. Thầy cái này các em phải mua ít đá cho bạn đi nhá. Nếu mua đá mà không được thì các em cứ đá vào đít bạn ý nhá, là bớt nóng ngay các bạn nhá. Dạ ok chưa? Em làm đại số ổn mà sao làm của thầy ra sai ta, thì thực ra ấy, các em làm ổn ở mức nào? Ở đây thầy đang muốn là kiểm tra rất là rõ ràng cái việc bọn em hiểu đạo hàm đến đâu đấy. Thầy nói ngay từ đầu mà các em vào đây để xem mình hiểu đạo hàm đến đâu. Các em càng hiểu đạo hàm thì lên 12 các em càng dễ. Còn các em càng không hiểu đạo hàm thì ta lên 12 càng gặp khó khăn. Còn ở đây nhá, thầy nói thật là có những câu đạo hàm nó sẽ các em sẽ không bao giờ dùng đến đấy, thầy nói thế, hoặc người ta chỉ hỏi các em là đạo hàm của nó bằng cái gì thế đó, không có gì cả. Nhưng mà lên 12 ấy, thì đạo hàm nó sẽ phức tạp hơn lớp 11, đấy là chắc chắn. Và nó có rất là nhiều bài liên quan mà các em phải đạo hàm rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Cái việc mà phân số đạo hàm là thường xuyên xảy ra, căn đạo hàm phân số đạo hàm thường xuyên xảy ra, sin cos thì hơi ít, sin cos thì không quá nhiều nhá. Rồi câu g các em ra cái gì nào, đâu rồi? Trừ 9 x cộng 5 mũ 10. Trừ 9 x cộng 5 mũ 10 à? Trừ 9. Sao lại trừ 9 x cộng 5 mũ 2 rồi? Bạn Phạm Phương này có bị mũ lừa đâu không? Mà tại sao lại mũ 2, mũ 3 thế kia nhỉ? Tại sao chỉ có mũ 2, mũ 3 nhỉ? Thầy nghĩ là nó phải to hơn chứ nhỉ? Đấy nhau các em nhìn này. Như lúc nãy thầy nói rồi. X mũ 1 trên x mũ n thì sẽ bằng x mũ trừ n, như vậy mình sẽ suy ra được cái thằng này bằng là gì? X cộng 5 mũ gì? Trừ 9 các em nhé. Đó, suy ra chúng ta sẽ có f phẩy x ở đây bằng gì? Hạ xuống thôi. Trừ 9 nhân gì? X cộng 5 mũ trừ 9 trừ 1 là trừ 10. Được chưa? Và sẽ bằng là gì? Trừ 9 trên cho x cộng 5 mũ 10. Được chưa? À, câu này rất dễ, câu là một món quà mà. Tại sao các bạn có thể nhầm được nhỉ? Thầy cho câu món quà xong câu khó rồi nhỉ? Ok chưa? Ảo nhỉ?
xong mình ra làm năm vẫn mũ 18. Không em ơi, mũ 10 thôi nhá. Bạn đây bạn Phạm Phương comment lại đúng rồi này. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Các bạn đang comment đúng rồi nhá. Trừ 9 nhân x trừ 9 trên x cộng 5 mũ 10 đúng rồi. Các bạn comment đúng hết rồi nhỉ? Bạn Tuyết Anh comment đúng rồi. Ok, các em hiểu bài 1 của thầy chưa? Bài 1 của thầy ấy là thầy luyện cho các em về gì? Các cách đạo hàm cơ bản, các quy tắc đạo hàm, u nhân v, u chia v, đạo hàm căn, đạo hàm của gì, của một cái phân số về số mũ ở mẫu rất là to, có thể là 9, có thể là 10, có thể 2021, 2020, tùy đạo hàm được tất nhá. Căn x các kiểu căn, căn bậc 2, căn bậc 4, căn bậc 5, căn bậc n, đạo hàm tất, được chưa? Xong nhá, xong bài 1 nhá. Còn bạn nào hỏi gì về bài 1 này nữa không nhỉ? Được chưa? Hoàng Minh ảo à, em ơi, chắc là em mới xem thầy live của thầy lần đầu đấy. Thực ra live thầy có nhiều cái ảo lắm và nó rất là hay, các em xem nhá. Nào bạn nào chưa hiểu comment lên, còn hiểu rồi thì để thầy chuyển qua bài 2 nhá. Ok nhá. Nào chúng ta sẽ chuyển qua bài 2 là bài khó hơn, hàm hợp đấy. Ok nhá. Ok, nhưng mà trước khi chuyển qua bài 2 thầy xin 2 phút quảng cáo nha em nhá. Biết quảng cáo gì rồi đúng không? Bạn nào xem rồi biết quảng cáo gì rồi đúng không? Bạn nào chưa xem thôi nghe một tí nhá. Để xin ít phút thôi, xin ít phút thôi, để xin ít phút nhá các em nhá. Vẫn như hôm qua thôi, xin 2 phút nhá. Thì các bạn nào mà đang 2K4 đang tổ môn với thầy ấy thì chuẩn bị qua 12 rồi, từ ngày 15 thì thầy sẽ đổi qua dạy chương trình 12, và cái chương trình này ấy, thì nó kéo dài đến thi trung học phổ thông quốc gia cơ, nhưng các em cần phải đăng ký khóa livestream của thầy để chúng ta có thể cùng nhau trải qua cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm tới đấy. Đấy thì cái khóa này nó sẽ gồm có ba lộ trình, gồm có 3 phần, tức là mình sẽ ôn 11 để ôn đang ôn 11 này, và học sớm các kiến thức ở lớp 12 để các em có thể được tầm 8 điểm đến 8 rưỡi nhá. Đấy, sau đó chúng ta sẽ luyện đề đấy, từ chúng ta sẽ luyện đề sau đấy, sau khi học hết kiến thức chúng ta sẽ luyện đề, sau khi luyện đề chúng ta sẽ lại tiếp tục tổng ôn và cộng thêm luyện đề nữa để các em chắc chắn đầu ra được 8 điểm đến 9 điểm, thậm chí là trên 9 lấy 10 nhá. Đó, thì ba cái khóa này mỗi khóa là 800 nghìn, tổng cộng là 2,4 triệu, nhưng mà bây giờ thì đang có cái chương trình khuyến mại cho việc các bạn đăng ký sớm là giảm 50% là còn 1,2 triệu đấy, nhưng mà cái này nó chỉ dành cho 50 suất đầu tiên thôi, và hiện tại thì đã có những bạn đăng ký này rồi, suất này của các cái khóa này của thầy rồi. Thế là các em nhanh nhanh tay nhanh chân nhá, còn nếu mà quá 50 suất ấy thì chắc thầy chỉ có thể ưu đãi được cho những cái bạn nào mà kiểu gặp khó khăn thôi. Đấy thì thầy sẽ cố gắng ưu đãi cho những bạn hoàn cảnh thực sự khó khăn. Nếu bạn nào mà hoàn cảnh khó khăn ấy, thì có thể inbox thầy. Đấy, thầy sẽ kiểm tra nhá, nếu mà chuẩn thì thầy có thể giảm phí xuống, bởi vì thầy cũng muốn là tất cả các bạn có cơ hội học tập đó. Cái mức giá này thì rất là rẻ, mức giá này ấy thì tính ra tương đương mỗi ngày của em mất 3.000 trong cả một năm học, 3.000 một ngày, không bằng một bữa bạn ăn sáng đâu, chắc chắn đâu. Thế thì thông tin về khóa học nhá, thì khóa học này sẽ diễn ra từ tháng 5 này, sẽ bắt đầu từ tháng 5 này cho đến lúc các em thi. Thời gian thì từ tháng 5 đến tháng 12 thì sẽ học hết ôn lên các kiến thức lớp 12. Từ ngày tháng 1 đến tháng 3 thì các em sẽ bắt đầu luyện đề, các đề của các trường, các sở. Đấy. Từ tháng 4 đến tháng 7 thì lúc này thì sẽ tổng ôn lại và đưa ra những cái đề dự đoán của bản thân thầy với những cái dạng dự đoán của năm đấy. Được chưa? Thì các em sẽ có thể sau khi học xong tất thì em sẽ có thể có đầu ra được là 8 cộng 9 cộng nhá. Thế thì thầy cũng nói luôn một tí là nếu mà về khóa VIP này, về khóa thường thì nó khác nhau như thế nào. Ở khóa VIP thì các em có thể hỏi đáp thoải mái, các bạn sẽ được trả lời hết từ thầy hoặc là từ các bạn hỗ trợ của thầy nhá. Còn bên ở thường tất nhiên các em nhiệt tình thầy vẫn trả lời nhiệt tình luôn, nhưng mà nó sẽ bị hạn chế, bởi vì các em biết đấy, một ngày thầy trả lời cực kỳ nhiều inbox luôn, thậm chí bây giờ vẫn đang có những bạn hỏi thầy bài thì chưa trả lời xong được. Thầy rất là cố gắng nhưng mà không, sức một mình thì không đủ trả lời hết đâu em ạ. Thế còn thi thử nhá, thi thử thì nếu là đã vào khóa VIP thì chắc chắn sẽ có thi thử thường xuyên luôn đó. Và cái thi này thì bạn nào đã thi trên trang của thầy rồi thì sẽ thấy là nó như thi thử của giáo dục luôn, và thầy cũng đang liên hệ với các thầy cô khác để tạo cho bọn em một cái môi trường thi thử là gồm đủ các môn luôn, toán lý hóa anh sinh thì thầy chưa liên hệ được, mấy môn kia thì thầy đang trong quá trình liên hệ, nếu các thầy cô kia đồng ý thì bọn em sẽ được thi như vậy. Còn các em thấy có thầy cô nào trong việc sách không? Cảm thấy dạy hay hợp lý các em inbox thầy để thầy nhắn hỏi đấy, nhưng còn tất nhiên là được hay không thì phải dựa vào các thầy cô kia nữa nhá, còn thầy không chắc chắn cái này, nhưng mà thầy nghĩ là khả năng là thuyết phục được, vì các thầy cô nào cũng là muốn gì học sinh mình có thể được thi thử thôi.
Thế còn với khóa VIP ấy, thì sau một thời gian đủ số lượng hoặc là đến một thời gian nhất định thì sẽ khóa thường sẽ bị đóng em ạ, và nó thầy sẽ chỉ dạy trong khóa VIP thôi, trong nhóm VIP thôi. Còn thường này thì thầy sẽ vẫn cố gắng like cho bọn em nhưng mà nó sẽ không được đầy đủ, tức là ví dụ một tuần thầy like trong khóa VIP ba ba buổi thì có thể cuối tuần thầy like thêm một buổi thì dành cho cả VIP là tôi đi luôn, nhưng mà thì nó sẽ không được đầy đủ, tức là thầy tin mong là các em sẽ đăng ký khóa VIP để đồng hành với thầy nhá. Thế còn các em muốn đăng ký thì em inbox giúp thầy. Đấy, hoặc là liên hệ hai chị trợ lý là Lê Nga với Thanh Thúy về sách nhá, là các chị sẽ tư vấn hỗ trợ cho các em nhá. Còn nếu mà các em vẫn chưa đi tưởng cứ inbox thầy trả lời nhiệt tình luôn, được chưa? Đấy, nếu mà bạn nào mà có câu hỏi thì inbox nhá, để bây giờ lại quay tiếp tục lại bài giảng nhá, được chưa các em? Cố gắng là gì, đăng ký các khóa thầy đi, thầy tin tưởng là gì, ít thầy nào mà vừa thì vừa đẹp trai vừa vui tính lại vừa thì sẽ đạt hay như thầy lắm nhá. Ok các em nhá, kèm gió giỏi nữa, nhóm chat rồi cực kỳ vui luôn, các bạn nào mà chưa vào thì inbox thầy để em nhá, hôm nay nhiều quá chắc phải còn mấy chục bạn đang đợi thì chưa hết được nhá. Ok xong 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 thầy trả lời cho bạn Xuân Lộc tí nhá, em lên 12 thấy có nhiều hình đồ thị hàm số, em không hiểu gì mà em học được không? Học được, bởi vì sao lên 12 bọn em mới được học những cái đấy, còn bây giờ các em chưa được học, thế nên là các em cứ yên tâm nhá, không không vấn đề gì nhá, nên là các em yên tâm nhá, không không có vấn đề gì về về vấn đề 12 mà khi mà mình không biết đâu nhá em nhá. Ok xong nhá, nào chuyển qua bài 2 nào, chuyển qua bài 2 nhá, bài 2 câu A nào các em, câu A có bạn nào làm ok không, câu bài 2 câu A nào các em ơi. Ok, nào bài 2 câu A nhanh nào các em ơi, có bạn nào biết đạo hàm câu này không? Các em tôi không cần comment đáp án đâu, câu này đáp án nó dài lắm, các em trả lời thầy có biết đạo hàm hay không thôi. Các bạn có biết đạo hàm câu này không? Các bạn nào biết thì comment lên giúp thầy nhá. Câu nào trở lại bài học nào. Thầy xin ít phút quảng cáo thôi. Trở lại bài học nào các em ơi, không biết à? Có một bạn biết này, ra bảo biết này, không biết này. Không biết luôn, rất nhiều bạn không biết. Có một bạn biết. Có một bạn biết, vài bạn không biết. Ok nào, thầy sẽ chỉ cho em nhé. Đây là đạo hàm của hàm hợp. Áp dụng công thức, đúng rồi, tất nhiên là tất cả những câu này thì là công thức rồi. Đấy, công thức, nhưng mà công thức như thế nào, làm như thế nào để ra được cái bài này. Thế thì ở đây này, thầy sẽ nói với các em này. Chúng ta biết rồi, hàm hợp là u của x. U của x tức là sao? Tức là ví dụ là thằng thôi mình sẽ đấy thế này, f u x đi. Đấy, viết như này nó rõ ràng nhá. Đó. Tức là nó sẽ có nhiều lớp chứ nó không chỉ có ngay là f x. Đó, các em hiểu chưa? Thì nó lại đạo hàm như thế. Thì nếu mà em đạo hàm thằng này ra nhé, em đạo hàm cả cái thằng to này ra này, thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng cái ở trong đạo hàm, tức là ux, u phẩy của x nhân với cả cái thằng to này đạo hàm. Cả thằng to này đạo hàm với là f phẩy của gì? Của ux. F phẩy của ux nhé. Mà khi các em đạo hàm thằng f phẩy ux này, thì cái trong ngoặc này em không quan tâm ux nó làm gì, mình đạo hàm để nguyên luôn. Được chưa? Đấy. Nhưng mà ở đây ấy, thì cái công thức này người ta chỉ cho chúng ta là gì? Một lớp, hai lớp, đúng không? Tức là ux, fx là hai lớp thôi. Nhưng mà đi ở trong bài này của thầy thì cho là gì? X bình là lớp thứ nhất này, tan x lớp thứ hai này, cos x lớp thứ ba, sin x lớp thứ tư, tức là nó có thể đến 4 5 lớp, 6 lớp, 7 lớp, 8 lớp gì đấy. Tức là nó rất là nhiều lớp. Thì mình đạo hàm như thế nào cho nhanh. Các em có thể đạo hàm lần lượt cũng được nhá. Nhưng ở đây thầy sẽ nói này này, khi gặp một câu hàm hợp mà nó có nhiều lớp ấy, các em đạo hàm từ trong ra ngoài. Cứ đạo hàm từ trong ra ngoài nhân tất cả lại với nhau. Theo xong. Đấy, công thức đơn giản như vậy thôi. Các em nhìn này. Như vậy các em sẽ có f(x) này. Các em đạo hàm từ trong nhá. Khi các em đạo hàm lớp nào các em không quan tâm các lớp khác nó là cái gì, chỉ đạo hàm nguyên lớp đấy thôi. Tức là sao? X bình các em đạo hàm nhá. X bình tức là lớp trong cùng là x bình, đạo hàm thì bằng gì? Bằng 2x, các em viết 2x ở cho đây. Sau đó các em nhân này. Sau khi đạo hàm xong 2x rồi, chúng ta không quan tâm đến. Sau khi đạo hàm xong x bình rồi, chúng ta không quan tâm đến nó nữa. Các em đẩy ra lớp ngoài là tan tan x đúng không? Không phải tan x mà tan của x bình, nhưng mà các em không quan tâm đến x bình nữa, coi như nó là tan t đi. Đạo hàm cái thằng tan thôi. Tan đạo hàm ra bằng gì? Bằng một trên cos bình, đúng chưa?
đang đạo hàm ra bằng 1 trên cos bình. Như vậy nó bằng 1 trên cos bình phương của cái gì? Thầy bảo không quan tâm thằng trong. Thằng trong là gì? Biết nguyên luôn. X bình. Chưa? Nhân tiếp. Sau khi đạo hàm xong tan rồi, mình ra lớp ngoài tiếp là ra đến lớp cos. Cos đạo hàm ra bằng gì? Cos đạo hàm ra bằng trừ sin. Đúng không? Như vậy các em sẽ có là sẽ bằng trừ đi sin. Đấy, sau khi các em đạo hàm xong lớp cos là thành trừ sin rồi. Tất cả các cái còn lại em viết tại nguyên. Các em không quan tâm các lớp mình vừa đạo hàm ở trong nó là cái gì nữa. Thì các em viết lại là gì? Tan của x bình, được chưa? Đó. Sau khi các em đạo hàm xong lớp cos rồi thì đến lớp sin ở ngoài cùng. Sin đạo hàm lại ra bằng gì? Lại ra bằng cos. Như vậy các em nhân với cos của vòng quan sát. Đấy. Sau khi em đạo hàm lớp sin em không còn quan tâm ở trong là gì, các em viết nguyên lại không? Đấy, coi như cả cái cụm này nó là một cái biến thôi. Đó là cốt của cốt mở ngoặc ra tan x bình phương, được chưa? Như là xong đấy, đạo hàm của nó là sẽ bằng như thế này. Nếu mà các em nào muốn đẹp hơn thì em đổi thằng này nó về gì, mình thầy vứt dấu trừ ra ngoài nhá, là trừ 2x nhân này, thằng này 1 trên cốt bình là bằng gì? 1 cộng tan bình, đúng không? Tan bình phương của x bình phương nhân với cả gì? Nhân với thằng này là sin của tan x bình phương nhân với cả cos của mở ngoặc ra là cos mở ngoặc ra tan x bình, được chưa? Đó thì đây là cái đáp án của nó rất là dài, nếu mà bạn nào không biết đúng được thì thầy khá là phục vậy, thật sự được chưa? À đây bạn Tuấn Anh đây, trừ cos của cái gì đây? Ok, như bạn Tuấn Anh biết đúng rồi, thầy không biết là bạn Tuấn Anh biết đúng hay không nhá. Ok, áp dụng công thức làm lần lượt ra, tí kiểm tra lại bằng máy tính. Ok nào, các bạn hiểu chưa? Hay không em ơi? Rất hay đúng không em? Đấy, thế nên là bạn nào mà chưa biết, chưa hiểu thì ngay lập tức like xe về để cho các bạn khác có thể biết, có thể hiểu nhá các em nhá. Đừng để là gì? Đừng để cho chỉ mình biết nhá các em nhá. Đấy, chia sẻ này kiến thức nó mới lan tỏa được. Đó. Thầy giảng lại công thức đi, ok thầy, thanh niên nhá, em nhá, bây giờ thầy sẽ giảng lại công thức một lần này. Thầy sẽ giảng lại công thức một lần và cách thức đạo hàm của hàm hợp nhiều lớp nhá. Đó, thì cái này các em rất là quan trọng đấy, rất là quan trọng. Lên lớp 12 mà cái đạo hàm hàm hợp này không đạt thì tôi vứt luôn. Đấy. Thì đầu tiên này, các em nhìn này, thầy nói lại này, các bạn nào hiểu rồi ấy thì nhấn lại một chút để thầy giảng lại cho các bạn ý, sau đó chúng ta đi tiếp nhá. Đây là một hàm hợp chắc chắn rồi, nó là hàm hợp rất là nhiều lớp, có bao nhiêu lớp thì thực ra em có thể đếm được nhưng mà thầy không quan trọng đếm. Khi các em gặp hàm hợp nhiều lớp, các em hay đạo hàm từ trong ra ngoài, từ trong ra ngoài nhá, từ trong ra ngoài. Thì các em thấy này, ở trong cùng nó là x bình. Khi các em đạo hàm thằng trong cùng x bình thì tất nhiên bạn nào đạo hàm được 2x thì các em biết là 2x nhân này. Sau khi em đạo hàm trong x bình thì em đừng quan trọng cái lớp trong đấy nữa và mình sẽ đạo hàm ra lớp ngoài, tức là tan x. Tan mà đạo hàm thì các em biết rồi, tan đạo hàm bằng 1 trên cos bình. Các em biết là bằng 1 trên cos bình thì cái lớp trong các em giữ nguyên thôi, các em đừng đạo hàm gì nữa cả, em viết lại thôi x bình, được chưa? Nhân tiếp này, sau khi tan xong ra ngoài lớp cos, cos đạo hàm ra chỉ bằng trừ sin, được chưa? Trừ sin thì các em viết nguyên lại lớp ở trong cùng, tan x bình phương, được chưa? Nhân tiếp, sau khi đạo hàm xong lớp cos thầy ra lớp sin ở ngoài cùng, lớp sin đạo hàm thì bằng sin đạo hàm trong cos thì ra bằng cos. Sau đó khi đạo hàm xong sin thì các em viết lại tất cả các ở trong đó, còn ở đây thầy chỉ đổi là 1 trên cos bình thì bằng 1 cộng tan bình thôi, sẽ ra đáp án như này. Ok chưa? Rất đơn giản nhưng phải hiểu, phải biết và phải thạo. Đó. Nếu không là lên 12 các em sẽ gặp khó khăn nhá. Các bạn xem mà chưa xe thì like xe giúp thầy nhá. Thầy đang giảng đấy chắc khó quá, các bạn hơi bị sợ đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, thầy nói này, các bạn mà không hiểu ấy thì các bạn sẽ rất là phiền. Đấy, tại sao thì sau khi mình qua 12 mình sẽ thấy nhá. Ok, xong câu này nhá, xong câu A. Nào, sang câu B nào các em ơi, câu B. Cô B nào các em ơi. Hiểu rồi đúng không các em? Hiểu rồi. Câu này đơn giản mà. Đạo hàm hàm hợp đơn giản mà, cái gì đâu. Câu B nhá. Câu B nhìn đơn giản nhưng mà nó không đơn giản lắm. Đó. Đây là đạo hàm của hàm hợp thôi. Đây là đạo hàm hàm hợp thôi. Không có phải là cái gì cao siêu cả. Nhưng mà mình có thể đạo hàm và mình biết cách đạo hàm hay không, cách thạo hay không ấy, thì là một chuyện khác. Có rất là nhiều bạn nhìn thấy mấy con này ấy đã chán rồi, chẳng muốn đạo hàm được. Tại vì sao? Các bạn đấy là chưa nắm chắc. Còn nếu các bạn nắm chắc rồi, các bạn nhìn thấy mấy con này thì các bạn thấy bình thường mà, gì khó đâu. À, như bình thường. Câu B nhá, câu B này thì
không 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 đẹp. Em toàn làm ngược lại từ ngoài vào trong, được từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài đều ok cả, nhưng mà nếu từ từ trong ra ngoài ấy thì thầy thấy là thường là nó sẽ ra cái kết quả mình biết nó sẽ dễ nhìn hơn, đẹp hơn nhé. Tại sao? Bởi vì trong bao giờ nó đơn giản hơn, càng ở ngoài càng khó, thì các em làm từ từ trong ra ngoài sẽ đẹp hơn đấy. Thế thôi, chứ cũng không có cái gì khác biệt ở đây cả nhá. Ừ, các em biết như thế này thầy cũng không đọc nổi luôn. Các bạn nào mà làm từ ngoài vào trong thì đổi thử ngược lại, làm từ trong ra ngoài nhá, xem nó có đơn giản hơn không nhá. Với lại ấy, làm từ ngoài vào trong ấy, thế này thầy 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 nói tại sao là làm từ ngoài vào trong thì nó lại không hay lắm nhá. Đây nhá này, nếu các em làm từ ngoài vào trong nhá, thì khi mà em đạo hàm xong ấy, ví dụ thầy nói ví dụ như là đơn giản như thế nào nhỉ, thầy lấy cái ví dụ nào cho đơn giản. Nhưng mà tức là khi mà em đạo hàm ra, ví dụ nhá, em biết ở ngoài nó đang là sin bình, sin x bình như này đúng không, đạo hàm lớp tiếp theo em lại nhân 2x đấy, bởi vì x bình em đạo hàm ra 2x đúng không. Em viết như này ấy, rất là nhiều bạn sau khi viết như này quen lại sin gì 2 lần x mũ 3, cái này là sai, không thể đúng được, bởi vì thằng này là nó phải có ngoặc đấy. Khi mà các em đạo hàm từ ngoài vào trong, các em rất dễ bị nhầm kiểu này đấy, thầy đã gặp rồi. Các bạn đạo hàm rất đúng, sau các bạn nhân mũ 2 thì này là vứt đi luôn đấy. Đấy, không biết tại sao mình sai đấy. Cái này rất nguy hiểm, nên thầy nghĩ là chúng ta cứ làm cái biện pháp khó sai nhất. Đấy, nói chung là thầy làm là nó dựa trên kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi chứ không phải là chỉ có mỗi là công thức đâu. Thế nên các em nên 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 làm theo nhé. Đấy, còn các bạn nào mà đạo hàm từ ngoài vào trong nó vẫn là gì, đơn giản đúng không. Mấy công thức đạo hàm cấp n kinh thật đấy, không 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 em ơi, công thức đạo hàm cấp n bình thường thôi, còn nếu mà nó khó quá thì đưa nhá. Ok nhá, câu B này, câu B này thực ra ấy, thì là một câu nó không đẹp, nên là thôi thầy đạo hàm nhanh theo kiểu mình biến tấu một tí đi, thì thầy lấy f x bình lên thì các em sẽ có ngay là thằng này là 2x cộng 1 trên gì, trên tăng x, được chưa. Từ đấy các em suy ra được mình đạo hàm hai vế thì mình sẽ có là 2 lần f(x) nhân với cả f(x) đó, bằng cái gì, bằng thằng này đạo hàm đúng không, 2x đạo hàm bằng 2, 2 lần tăng x này trừ đi tăng x đạo hàm là bằng gì, 1 trên gì cos bình phương x, được chưa, nhân với cả gì 2x cộng 1 đó, trên cho tăng bình x, được chưa. Như vậy thằng này nó bằng cái gì thì mình đổi lại một tí thôi, như vậy thằng này bằng 2 lần tăng x trừ đi cho gì, 1 trên cos bình là bằng 1 cộng tăng bình, một cộng tăng bình phương x nhân với cả 2x cộng 1 trên cho gì, tăng bình phương x đó. Đến đây các em chia cho thằng 2x này là ra được cái f phẩy nhá, thì mình sẽ suy ra được ngay là f phẩy x. Ở đây thầy thầy nói rồi, ở đây chúng ta không cần quan tâm đến kết quả mà chúng ta phải quan tâm đến cách thức của em đạo hàm là đúng chưa. Đấy, nghe thầy giảng và hiểu cái cách thức đạo hàm nhá. Như vậy thằng này bằng 2 lần tăng x trừ đi cho 1 cộng tăng gì, bình phương x, tăng bình phương x nhân cả 2x cộng 1 trên cho tăng bình x nhân với cả gì, 1 trên 2x, 1 nhân 2fx nhá, đó 1 nhân 2fx. Thì các em thay fx vào đây là được rồi, các em thay fx thì em độn ngược nó lên là xong rồi nhá. Đến đây thôi, để không biết nữa nhá, bởi nó không rút gọn được đi đâu nên chỉ biết được đến đề thôi. Ok cho các em, ở đây thầy giới thiệu cho em tất cả các cách đạo hàm cũng như là biện pháp đạo hàm hàm hợp, tất cả thứ cho em hiểu và biết nhá. Ok chưa, rồi anh tìm ra cái gì đây, đạo hàm cấp cao công thức đạo hàm gì gì đấy ạ. Ok em, ok chưa, sang sang câu C nhá, sang câu C nhá. Ok các em, câu C này thì cũng là một câu đạo hàm khó mà thầy sẽ để lại cho các em làm thôi, nó giống câu A, tiệt câu A đấy, tiệt câu A nhá. Đạo hàm từng lớp một. Còn đấy, các em đạo hàm ra xong ấy, đạo hàm xong nhá. Đấy, các em tự luyện chỗ câu này nhá, đạo hàm xong này. Đạo hàm xong nhá. Thì suy ra các em gì? Bấm máy để xem cái bài đúng hay không nhá, bấm máy nhá. Đó, bấm máy. Bấm máy như nào thầy dạy rồi. Shift D trên X nhập 1,1 vào, sau đó thay 1,1 vào kết quả. Các em đạo hàm ra xem có đúng không nhá. Bạn nào đúng thì tí bóc tay nhá. Ok. Đấy, câu này khá là hay đấy, các em đạo hàm thử nhá. Ui, bạn Phạm Thắng hay còn câu nào em ơi? Bạn Đức Hoàng hỏi câu nào em ơi? Câu nào? Khó hiểu thế à? Câu nào khó hiểu? Phạm Thắng có mừng quả chất đây em ạ, nhưng mà thầy không, không biết là đúng hay sai cơ. Nhìn nó dài này không biết đúng hay sai. Câu nào em ơi? Đức Hoàng bảo câu nào đấy? Câu nào? Dạy ấn máy tính đi á. Trời ơi, máy tính thầy dạy từ trong các cái bài lần trước rất là nhiều rồi mà.
thầy dạy trong các bài lần trước rất là nhiều rồi mà. Đúng rồi à? Bấm chắc là bấm máy tính rồi lại rồi à? À hay là đi copy trên mạng em ơi. Ok nhá. Thôi thầy sẽ chuyển qua câu tiếp theo. Làm mấy câu khó quá các bạn kia sợ. Nào. Câu B thì thay lại là được các mày em ơi, thay lại là được mà. Sang bài 3 nhá, Thôi sang bài 3 các em ơi, nhanh nhanh. Thầy cứ nghĩ hôm nay nhanh nhưng mà qua 30 phút rồi qua được hai bài, trời đất ơi, nó 9 bài cơ. Ok nhá, bạn nào mà chưa hiểu ấy thì inbox thầy nhá, inbox thầy giải đáp lại một lần nữa nhá. Rồi bài 3 này là một bài khá là dễ nhưng mà thầy muốn bọn em hiểu thực có hiểu thực sự về hàm hợp. Hàm hợp là cái gì thì các em sẽ làm được bài 3 này. Đấy, bài 3 này các em phải hiểu hàm hợp là gì, bởi vì lên 12 hàm hợp là một trong những phần nằm ở trong phần, tức là lên 12 thì nó có bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và gì, vận dụng cao nhá. Đấy. Các em muốn 8 cộng 9 cộng bắt buộc phải làm được phần vận dụng, vận dụng cao, còn hai phần này là 7 điểm nhá. Đấy. Trên 8 là ở chỗ này thì cái hàm hợp nó rơi ở đây. Đấy, hàm hợp nó rơi ở chỗ này. Đó, hàm hợp nó rơi ở chỗ này. Thế nên là bắt buộc phải biết nhá. Nếu không biết thì các em xác định là mình sẽ chỉ lấy được điểm dưới tập 7, 7 rưỡi được xuống không? Dưới 8 chứ dưới 8 nhá. Ok. À bạn Đức Hoàng vào chậm mà, thì tí nữa em phải xem lại thôi. Bây giờ nhiều bạn để thầy còn đi 9 câu cơ mà, rất là nhiều nhá. Ok nào. Câu câu 1 này các em để comment đáp án được ngay. Trừ 2 nhỏ bằng m nhỏ bằng 1. Bạn Tuấn Anh đáp quá. Trời đất, thầy đang định đọc đáp án bạn Tuấn Anh đi. Em đoán mò. Ok em đoán mò thì thầy cho em một cái 22 nhá. Phạm Phương, m lớn bằng âm 2. Hợp lý đấy, thầy nghe có vẻ nó có vẻ trở chính xác hơn, quả đoán mò của Tuấn Anh nhá. Ok. Nào, bây giờ bạn nào mới vào thì like share giúp thầy nhá, thầy like share ít quá. Rồi ạ. Dương Lệ là m lớn bằng âm 1. Ok nào, thầy sẽ bắt đầu luôn câu 3 này để cho bạn em hiểu và không bắt bọn em chờ lâu nữa. Câu 3 chúng ta sẽ thấy như này này. Cho hàm số này, người ta hỏi chúng ta hai cái hàm hợp của f phẩy. Như vậy chúng ta phải đạo hàm ra trước đã. Các em có ngay là gì? Fx ở đây đạo hàm f phẩy sẽ bằng cái gì? 2 lần x, được chưa? Cái này chắc chắn bạn nào cũng biết rồi. Thầy cho rất dễ rồi, không phải không bạn nào đã làm sai được đâu. Như vậy câu A này, người ta cho chúng ta là gì? F phẩy của x cộng m, được chưa? Người ta đang hỏi chúng ta cái liên quan đến f phẩy của x cộng m. Vậy f phẩy của x cộng m bằng cái gì? F phẩy của x cộng m này bằng cái gì? Các bạn nào biết không? Hay là các bạn chỉ học hàm hợp là gì? Hàm hợp là f của ux, hay là hàm hợp nó là cái gì gì đấy, mình không rõ ràng, mình không hiểu được vấn đề hàm hợp nó là cái gì. Đó. M lớn bằng âm 1 à? Vũ Đạt cũng ra ui thế thì khả năng m lớn bằng âm 1 là khả năng đúng à? Tại vì thầy thấy rất là nhiều bạn ra m lớn bằng âm 1 nhá. Thế thì các em nhìn này. Các em nhìn nhá. Thằng này nhá sẽ bằng này. Đó. Các em sẽ hàm hợp, tức là em sẽ lấy cái giá trị của cái biểu thức này. Đấy, em thay vào cái hàm ban đầu. Thay thế cho x vậy thôi. Như vậy chúng ta sẽ có thằng này bằng là gì? 2 nhân m ngoặc ra x cộng m. Đó. Các em lấy này, các em lấy x cộng m em thay vào đây. Thay thế cho thằng x này bằng x cộng m. Đó. Hàm hợp tức là như vậy. Thay vì nó là biến x thì nó sẽ là biến của một cái biểu thức của x. Đó. Nó sẽ là như thế nhá. Như vậy thằng này các em sẽ có ngay thằng này lớn bằng gì? Lớn bằng 0 với mọi x thuộc gì? 1 đến gì? 1 đến 2, được chưa? Như vậy cái này đơn giản rồi, tương đương này. Các em nhân ra cho thầy, như vậy các em sẽ có là 2x cộng 2m sẽ lớn bằng 0 với mọi x thuộc 1 đến 2, được chưa? Vậy tương đương này, các em vứt 2 đi, xong rồi các em vứt thằng x sang, như vậy m phải lớn hơn hoặc bằng trừ x với mọi x thuộc gì? 1 đến 2. Thế các em thấy là ở đây nhá, mình lập luận rất là đơn giản, có cái gì đâu. M lớn hơn với mọi x thuộc khoảng này, với m lớn hơn trừ x với mọi x thuộc khoảng này, tức là mình phải lớn, tức là thằng m này phải lớn hơn thằng lớn nhất x có thể đạt được, đúng không? Thì mình lớn hơn tất cả các thằng. Giống như là gì, trong lớp thì có bạn nào đẹp trai nhất thì đấy, mà thầy đẹp trai nhất lớp thì muốn đẹp trai hơn thì phải đẹp trai hơn thầy, đúng không? Đấy, không có, đúng không? Đấy, rất khó như thế. Thì cái này đơn giản như vậy thôi. Các em thấy là gì? Trừ x lớn nhất trên đoạn trừ 1, 2 với x thuộc 1, với x thuộc 1, 2 là bằng bao nhiêu? Là bằng trừ 1, đúng không? Em thay giá trị nào cũng vậy thôi. Thì suy ra các em thấy là cái này tương đương này, m phải lớn hơn gì? Trừ 1. Đó. Vì sao?
vì này từ x thuộc lấy x thuộc 1 đến 2 thì suy ra là gì, trừ x mắc. Đó, mắc của nó là bằng gì, bằng âm 1, chắc chắn đúng chưa, chắc chắn luôn. Đó, như vậy bài này là thầy thấy là các bạn comment đúng, các bạn comment đúng. Sao lại vứt hai em? Trời ơi, vứt hai có gì đâu, vì đây là không mà thầy chia tất cả cho hai, chia tất cả cho hai thì thầy bảo vứt hai, chia tất cả cho hai nhé. Chỗ nào có x thay bằng x cộng m, đúng rồi đấy, Tuyết Tuyết Ánh là comment là đúng rồi đấy, comment đúng rồi. Vũ Đạt các bạn ở trên là làm đúng rồi đấy nhá. M lớn bằng âm 1 nhá. Ok hiểu chưa các em ơi? M lớn bằng âm 2 đâu, M lớn bằng âm 1 chứ. M lớn bằng âm 1. Âm 2 làm sao mà mắc được em? Âm 2 thì nhỏ hơn âm 1 mà. Thằng này M phải lớn hơn tất cả mọi cái thằng trừ x. Thì nó phải lớn thằng lớn nhất. Được chưa? Đấy, các em hiểu chưa? Đây này. Đây nhá, thầy nói lại một tí về cái đoạn mắc này, không có nhiều bạn không hiểu này. M lớn bằng âm x đúng không? Thế mà các em nhìn này. X mà thuộc đoạn gì? 1 đến 2 thì âm x rõ ràng là nó thuộc từ âm 2 đến âm 1 đúng chưa? Đây đúng chưa? Mà m lớn hơn tất cả cái đoạn này. M nó nằm ở đâu, nó lớn tất cả, nó phải nằm bên này đúng không? M phải nằm bên này chứ. Đúng chưa? M nó phải lớn bằng gì? Âm 1 chứ, đúng chưa? Chị tay vẽ trên trục số đó. X nó thuộc khoảng này. Mà m luôn luôn lớn hơn hoặc bằng gì? Âm x, đấy, âm x đấy, cái này là âm x. Đấy, âm x nó thuộc khoảng này, được chưa? Cái m lớn hơn nó phải nằm ở bên này chứ đúng không? Đấy, còn nếu mà em bảo m lớn hơn âm 2 nằm ở đây làm sao mà nó lớn hơn tất cả âm x được, được chưa? Ok nhá, chính xác rồi nhá, m lớn bằng âm 1. Âm 2 sao bao quát hơn được nào? Các em hiểu các em hiểu chỗ này chưa? Thầy vẽ cái trục số ra hiểu chưa? Chỗ này thầy vẽ trục số hiểu chưa? Đấy. Thầy vẽ trục số này ra các bạn hiểu ngay không cái gì đâu. Thằng âm x thì nó chạy từ âm 2 đến âm 1 và m lớn hơn tất cả chúng nó thì m phải nằm ở bên bên phải âm 1 chứ lại lấy âm 2 này cũng được. Ok nhá, đơn giản thế thôi. Bài đơn giản nhá. Câu B, sang câu B. Nào, các bạn cho bạn Tuấn Anh cơ hội sửa sai nào, câu B đâu em ơi. Đáp án câu B là gì? Cho các bạn em không hiểu á? Em không hiểu thật đấy, không hiểu giả đấy bạn Liên ơi. Giải thật đấy, em ơi, giống như bí ẩn việc em là con trai con gái đây, không không hiểu thì đợi thầy giải xong câu B nhá, xong rồi hỏi lại nhá, không hiểu thật thì hỏi lại, không thôi nhá mất thời gian các bạn nhá. Câu B này, tìm tất cả các giá trị của nhá của m để f của thằng này lớn bằng không. Thế thì các em như thầy nói ở câu A rồi, f phẩy của gì, x bình cộng 2x cộng m được chưa, thì các em vác đúng cái thằng trong ngoặc này, các em bút vào x chỗ này, thay thế đá không biết nào tự viết vào đây, thế là xong. Như vậy thằng này bằng gì, 2 nhân gì, x bình cộng 2x cộng m được chưa, thay lớn bằng không với mọi x thuộc gì, cái r được chưa. Vậy tương đương thằng này thầy lại chia cho hai đi nhá, hai dương rồi nên vẫn gì, x bình cộng 2x cộng m phải lớn hơn bằng không với mọi x thuộc gì, thuộc r. Câu này thì là quen thuộc rồi, câu này quen thuộc rồi các bạn, bạn đừng làm, bạn nào làm sai nhá. Câu B, m lớn hơn 1. À, Tuấn Anh ra m lớn bằng 1 này. M lớn bằng 2. Thầy để thầy giải ra thì mới biết được em ơi. M lớn bằng 3, m lớn bằng 1. Ok nào, các em nhìn này. Bạn nào mà chưa thạo nhá thì các em chú ý này, nếu mà thằng này ấy nó là phương trình bậc 2 nhá, mà nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không hoặc luôn luôn nhỏ hơn bằng không ấy, thì nó sẽ xảy ra là gì, hai cái nó chỉ xảy ra trong một cái trường hợp thôi. Đây thầy sẽ viết ra cái điều kiện đấy nhá, bạn nào chưa nhớ thì nhớ lại này. Đấy, nếu mà thằng ax bình cộng bx cộng c nhá, đấy, mà thằng này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không, đấy, thì suy ra cái này tương đương với cả điều kiện này, delta của nó lúc nào phải nhỏ bằng không và hệ số a này phải lớn hơn không, được chưa. Đó, mà nếu mà ax bình phương cộng bx cộng c mà luôn nhỏ bằng không thì hệ số a của nó phải nhỏ hơn không đã, và delta của nó cũng phải nhỏ bằng không nhá. Đây là tam thức bậc 2 chúng ta được học rất là kỹ ở lớp 10 rồi, nhưng mà có thể là các em chưa nhớ nhá. Thì cái này ấy là một trong những cái mà dùng cực kỳ nhiều khi lên gì, lên 12, và gần như là đề thi nào cũng sẽ có một câu kiểu kiểu như này. Đấy. Đấy. Các em đạo hàm ra xong người ta bắt các em tìm cái điều kiện để cái thằng f phẩy nó lớn bằng không nhá. Đấy. Thế thì các em chú ý nhớ điều kiện này cho thầy.
thì từ cái điều kiện này chúng ta sẽ suy ra được ngay hệ số a của thằng này chính là một là lớn không rồi. Như vậy chúng ta không phải xét hệ số a nữa mà thằng này chỉ đơn giản là delta phải nhỏ hơn hoặc bằng thế hoặc không. Thế còn các em chú ý nhá, khi mà vào cái chương trình 12 thầy sẽ nói lại kỹ hơn về cái này. Và bây giờ hãy nhớ đi đã. Còn 12 thì sẽ nói lại kỹ hơn nhá. Delta thằng này rất là đơn giản rồi, các em tính được ngay cho thầy thôi. Delta là 4 trừ đi gì? 4 nhân với cả đi m, thằng này phải nhỏ bằng 0. Vậy thì các em vứt 4m sang thằng này, tức là 4 phải nhỏ bằng gì? 4m. Các em cứ làm từ từ thôi, đừng làm vội nhá, không là lại bị nhầm nhá. Như vậy m phải lớn bằng gì? Bằng 1. Tôi bị chia hết cho 4 này. M lớn bằng 1. Ok, đáp án m lớn bằng 1, may cho bạn Tuấn Anh nhá. Đúng rồi đó. Ok, m lớn bằng 1, m lớn bằng 1 này. Chào Mi Uyên nhá, giờ em mới dậy thôi toàn em rồi, giờ này hơi khó đấy. À nay làm toán cũng ổn à, ok, được mấy điểm có inbox thầy nhá. Delta phẩy cũng được, cái này khó ghê à, cái này không khó em ơi, cái này là ở mức độ vừa vừa nhá, không khó. Đúng rồi, lên 12 cũng học đấy, lên 12 cái này là học cực kỳ nhiều luôn, làm cực kỳ nhiều luôn, gặp liên tục. Đấy, bạn nào mà học trước 12 rồi thì chắc chắn là biết là sẽ gặp rồi. Thế nên là sẽ hiểu tại sao thầy phải đưa ra những cái này nhá. Chứ còn bạn nào mà chưa học thì chưa hiểu là tại sao tầm quan trọng ở đâu nhá. Xong nhá. Đó, như vậy con ở trên này là m phải lớn bằng gì? Âm 1, còn con ở dưới là m phải lớn bằng gì? Bằng 1 nhá. Bạn nào ra được đáp án này là chính xác rồi. Ok, xong nhá. Xong bài 3 nhá. Nào, sang bài 4 nào. Sang bài 4 cho thầy nào các em ơi. Bài 4 này cũng là một bài sẽ thường gặp. Bài 4 này là một trong những câu mà lên 12 các em sẽ thấy là mình sẽ lại gặp lại. Nhưng câu hỏi của nó khác đi một tí thôi. Câu hỏi nó khác đi một tí thôi. Hợp lý Mi Uyên ạ, cao hơn ai kia kia thầy à, ok em. Bà Liên này cứ chôn thầy thôi. Toán em 2 điểm thầy ơi. Nào các em ơi, câu bài 4 bạn nào ra đáp án không? Thầy nghĩ là trên này trên này chắc chắn là sẽ có bạn ra đáp án bài 4 này, bởi vì bài 4 này không phải là bài quá khó. Bạn nào ra đáp án bài 4 comment cho thầy nhá. Comment đáp án bài 4 em ơi. Các em đâu rồi? Các em comment đáp án bài 4 cho thầy lấy nhá. Bài 4 các em ơi, bài 4. Nhanh nào cũng rồi, còn nhiều bài quá, nhưng mà thầy sẽ đúng rồi, bạn Đức Hoàng này có vẻ học lớp trước 12 rồi, nhiều phần đồng biến nghịch biến này thì bạn chắc học trước lớp 12 rồi. Nhưng mà ở đây thầy hoàn toàn không sử dụng kiến thức 12 để giải nhá. Thầy đang nói là kiến thức 11 thôi, không nói kiến thức 12. Bởi vì nếu mà các em dùng kiến thức 12 thì những câu này nó lại không phải là cái vấn đề rồi. Nhưng mà chúng ta cần biết trước, chúng ta cần phải chắc 11. Chắc 11 thì vào 12 nó mới là tiền đề. Chứ còn chúng ta kiểu lấy cái ví dụ các em là lấy máy cày xong các thầy cày thay con trâu, các em bảo là nó tốt hơn thì cái đấy là rõ hiển nhiên rõ ràng rồi. Nhưng các em không hiểu rõ ràng những cái quy trình cày ấy thì kể các em có bác máy cày là phá ruộng thôi, nó chả cày được cái gì đâu đấy, nó tốt hơn nhưng mà chúng ta vẫn phá thôi các em ạ. Đó, m nhỏ bằng không này, m nhỏ bằng không rồi, m nhỏ bằng không, m lớn bằng 4/3 đấy, 4/3 loại điểm không à, hay là cái gì đây thầy chưa hình dung ra, em biết rõ lắm. Ok, thầy sẽ đi giải câu 4 để cho các em so sánh nhá, so sánh kết quả nhá. Câu 4 này các em thấy này, người ta hỏi chúng ta về F phẩy nhá. Chết, chỗ này thiếu các em ơi. Các em ơi, thiếu F phẩy nhá. Đây phải là F phẩy em ạ. Mình sẽ không ấy luôn hàng bậc 3 nhá. Đây này, nó giống bài 5 thôi. Ok này. Bạn nào mà ban đầu mà nghĩ là F là Fx thì thầy nhầm chút nhá, chứ không phải F phẩy nhá. Thì các em đạo hàm ra thầy, suy ra F phẩy của x thì bây giờ bằng cái gì nhỉ? Mình đạo hàm xuống là 3 mất, như vậy nó là mx bình phương cộng với cả gì? Mx x mũ 3 cộng mx cộng với cả m trừ 1 chưa? Và người ta bắt cái này nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Được chưa? Với mọi x thuộc R. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải nhá. Đây là các em chú ý này.
Các em nhìn này, rõ ràng các em nhìn thấy là gì? Ở fx này hệ số a của nó tức là hệ số của thằng x bình này này nó có chứa tham số đúng không? Thì với cái trường hợp như này các em phải chia hai trường hợp ra. Đấy, cái trường hợp một là các em phải xét riêng ra là cái thằng hệ số a này bằng 0, tức là m bằng 0 đấy. M bằng 0 các em suy ra được ngay cho thấy f(x) ở đây là bằng gì? Thay 0 ở đây thì các em sẽ được là -1 đúng không? -1 này thì luôn luôn nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc R rồi. X thuộc R thì nó vẫn nhỏ bằng 0, như vậy cái này thỏa mãn này. Thỏa mãn nhá. Đó, như vậy là m bằng 0 thì thỏa mãn rồi. Chúng ta có ngay một cái nghiệm trường hợp 1 này. Trường hợp 2 này. Trường hợp 2 thì các em thấy là gì? Để thằng này nhói bằng 0 với mọi x thuộc R thì như cái bài ở trên thầy vừa mới nói xong, tức là chúng ta cần có điều kiện là gì? Delta nhỏ hơn hoặc bằng 0 và hệ số a là m phải làm sao? Nhỏ hơn 0, đúng không? Thầy vừa viết ở trên rồi. Để các em giải ra cho thầy thôi. Thằng này tương đương nhá, thầy viết m nhỏ hơn 0 ở trên đi. Thằng ở dưới là delta phải nhỏ bằng 0. Delta thằng này các em tính ra rồi. M bình phương trừ đi cho gì? 4 nhân với cả m nhân cả m trừ 1, được chưa? Phải nhỏ bằng 0. Rồi cái này thì các em giải dễ rồi, cái này thì đơn giản rồi, cái gì đâu. Em nhân ra cho thầy nhá. Đó cũng nhân ra này, hay là chúng ta đặt m ra ngoài luôn nhỉ? Đặt m ra ngoài đi các em ạ. Thì các em sẽ có là m. Thôi rồi các em nhân ra đi, nhân ra xong rồi chúng ta triệt tiêu sau. Trừ 4m bình cộng gì? Cộng thằng này là 4m. Nhỏ bằng 0, được chưa? Tương đương các em sẽ có là gì? Trừ 3 lần m bình phương cộng 4m. Nhỏ bằng gì? Bằng 0. Các em bấm máy tính thôi, các em nhẩm được, còn bấm máy tính nhá. Ở đây thầy bấm máy tính cho nó đơn giản thôi. Bây giờ nhiều cái quá thầy, đôi lúc là chúng ta dễ bị sai các em ạ. Tương đương thằng này nhá, x sẽ nhỏ bằng 0 hoặc là đây là m nhá, phải bằng máy tính nó ra x mà nó là m nhá, m nhỏ bằng 0 này hoặc là gì, m phải lớn hơn hoặc bằng gì 4/3. Mà các em kết hợp lên trên này là m phải nhỏ hơn 0, nhưng trường hợp này các em sẽ suy ra được là gì, m nhỏ hơn 0 hoặc là m phải lớn bằng gì 4/3. Nhưng mà cái ở đáp án A m bằng 0 thỏa mãn nên là chúng ta hợp lại cả hai trường hợp thì chúng ta vẫn suy ra được là gì, suy ra này kết luận đấy, kết luận là gì, m phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc là m phải lớn hơn hoặc bằng gì 4/3 nhé. Đấy, bài toán này ấy, thì nó khá là đơn giản nhưng nhiều bạn sẽ bỏ quên cái trường hợp này. Bậc 2 nhá các em nhá, bậc 2 thì mới có gì, có delta. Thế nên là các em nhá, nếu mà đến đây nhá, các em đạo hàm ra mà các em delta luôn thì không đúng đâu, bởi vì nếu m bằng 0 thì làm gì có delta, làm gì đã áp dụng được công thức bậc 2, đúng chưa? Ok nhá, xong bài 4 nhá. Bạn nào đúng không nhở, lúc nãy thầy comment. Ngọc Quyên đúng đây này, tại sao lại chỉ có mỗi Tuấn Anh đúng nhở? Ngọc Quyên đúng đây này em ơi. Còn bạn nào đúng nữa không nhở? Vô cùng đến không? Sao Vũ Đạt lại ra vô cùng đến không, hợp 4/3 cho vô cùng. Không có vô cùng đến. À đúng rồi, vô cùng đến không mà không biết là bạn có lấy bằng không? Biết này thì thầy không rõ đâu. Phạm Phương sửa lại đáp án à? Cái nào ngọc nhọn em ơi? Đúng rồi, đây, ngọc nhọn nhá, các em chú ý này. Đây ngọc nhọn, đúng chưa? Đây ngọc nhọn, nhưng mà cái dưới này thì thầy chỉ giải mỗi cái thằng này thôi. Cái này dưới này là thầy giải riêng mỗi thằng này thì ra đáp án này. Xong thầy ngọc nhọn với thằng này đúng không? Đấy. À ừ, đúng rồi. Chết giờ. Thằng này ngọc nhọn mà. Trường hợp này là m nhỏ hơn 0 nhá. Chú ý nha, m nhỏ hơn không thì mình ngọc nhọn thằng này mình sẽ suy ra được là gì, thằng này với thằng này thì ra là m nhỏ hơn không rồi này, nhưng mà thằng này với thằng này thì có ra được gì không? Không ra được gì không? Hiện m nhỏ hơn không, nếu mà như vậy nhá thì kết hợp lại với cả đáp án là m phải nhỏ hơn hoặc bằng gì, bằng không thôi. Đó, m nhỏ bằng không, không thì lấy ở trên, ở đây loại không nhưng mà ở trên lại lấy không, như vậy là m nhỏ hơn không nhá. Lỗi tí các em ạ. Ok nhá. Ok Phạm Phương nhá, chuẩn. Ok, chỗ này được chưa? Đức Hoàng, tại sao trường hợp 1 thay m bằng 0 lại ra vô lý em? Trường hợp 1 thay m bằng 0 thỏa mãn chứ. Trường hợp 1 thay m bằng 0 thỏa mãn. Bởi vì m bằng 0 thì f phẩy bằng -1 mà -1 là thỏa mãn. Đề bài người ta hỏi chúng ta là f phẩy nhỏ bằng 0, được chưa? Thầy câu tương tác tí các bạn.
các bạn phải có một nhiệt tình vào, thấy thầy không chuẩn đã có một nhiệt tình vào. Các em biết đấy, ở trên lớp là có cái gì đấy, ví dụ thầy gọi bạn lên làm bài, bạn làm bài xong đấy, bạn làm bài xong đi xuống thầy, bài này em ra này đúng không, em chắc chắn chưa, em chắc chắn chưa để thầy cho điểm đấy, bạn lại quay lên sửa bài đấy, bạn sửa bài xong rồi bài bạn đi sửa thì sai, bài bắt đầu đúng đấy, các em phải thấy như thế. Đó, nên là nhiều khi ấy, thầy nói chưa chắc là tin được đâu, tin vào bản thân mình đấy, xong tự tin bản thân mình nói lại đó. Thế bây giờ các bạn đi đi đến lớp mà thầy thầy cô giáo hỏi các em chắc chắn chưa, bình tĩnh tự tin trả lời em chắc chắn rồi, thế thầy bảo một điểm về chỗ thì lần sau đừng tự tin nữa là được nhá. Ok 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 nhá, ok nhá em nhá, ok ok xong nhá, xong câu này nhá, ok xong 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 rồi. Các em thấy không, đạo hàm rất là hay, đạo hàm rất là nhiều cái hay chứ không chỉ đơn giản là gì, nó chỉ có vài ba cái đạo hàm của x bình x mũ ba, các em vào một trường thì nó là cái những cái nó là đơn giản rồi, chúng ta không nói gì rồi, nhưng ở đây nó có rất nhiều cái hay mà chúng ta phải gọi là gì, học vào thì mới biết nhá. Ok, bài bài số 5 đi nào, thôi nào nhanh nhanh nhá, nhanh nhá, vẫn còn nhiều bài quá. Bài số 5 nào các em ơi, bài 5 bài năm này thì là thầy muốn các em ôn lại về đạo hàm cộng với gì, vs đấy, thầy nói luôn đạo hàm cộng vs. Bài này thì thầy nghĩ là nhiều bạn sẽ làm được, bạn nào mà không nhớ vs thì bạn ấy phải ngay lập tức học lại vs đi, 12 vs cực nhiều đấy, cái thằng vs là thằng đậu lên lỏi vào các em không học là chết ngay. Ok nhá, suy ra thầy đã f phẩy trước này, f phẩy x bằng cái gì này, m trừ một nhân x bình trừ đi cho 2 lần m trừ 2 nhân x cộng m trừ 3, được chưa? Ok rồi. Rồi bây giờ người ta hỏi là cái phương trình này có hai nghiệm x1 cộng x2, à x1 cộng x2 cộng x1 nhân x2 nhỏ 1. Ok đấy các em ơi, chiến đấu. VS VS, câu này là VS nhá. Sợi 5C các em ơi. À các em cho đáp án xem nào. Câu 5 m nhỏ hơn 2 em chưa chắc chắn với câu trả lời trên à? Ok em. Nào, bạn nào đang xem thì like share giúp thầy nhá. Phần này là phần rất hay và thầy mong muốn là càng nhiều bạn biết càng tốt trước khi chúng ta bước qua gì chương trình 12 nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi vào câu này. Câu này câu 5 m nhỏ hơn 0 này. Tuấn Anh cho m nhỏ hơn 0, câu 5 Phạm Phương m nhỏ hơn 2. Chưa biết được đúng không? Có hai bạn thì ít quá. Thầy nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ phải đi vào chiến đấu này, đi vào chiến đấu nhá. Thì ở đây chúng ta có đạo hàm thằng này rồi, được chưa? Điều kiện để thằng này làm sao? Điều kiện để thằng này nó có hai nghiệm phân biệt trước là chúng ta phải có delta này làm sao? Lớn hơn gì? Lớn không nhá. Vậy chúng ta đi tính delta thằng này. Delta này là 4 lần m trừ 2 tất cả bình phương trừ đi 4 lần m trừ 1 nhân m trừ 3, được chưa? Thằng này phải lớn hơn gì? Lớn hơn không? Như vậy chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta nhân hết ra. Thằng này nó sẽ là gì? 4 lần m bình này trừ đi cho bao nhiêu? 2 nữa là 4 rồi, 4 4 là gì? 16. 16 lần m 4 lại cộng với cả 16 nữa, được chưa? Trừ đi 4 nhân mở ngoặc, thầy nhân 2 này vào trước, m bình phương này. M nhân này là -3m, -3m -1m là -4m. Và cái còn lại là cộng 3, cái này lớn hơn bằng lớn hơn không nhá, lớn hơn không. Không có bằng đâu. Tương đương này. Rút gọn đi, 4m bình trừ 4m bình là hết, được chưa? Phá ra 4m bình trừ 4m bình là hết. Trừ 16m cộng 16m cũng là hết luôn. À như vậy xong rồi, thằng này luôn luôn lớn không rồi. 16 mà trừ đi trong 12 mà lớn không. Vậy chúng ta không giải cái này. Bây giờ chúng ta chỉ thay VS thôi. Người ta cho chúng ta cái hệ tức là x1 cộng x2 cộng x1 nhân x2 nhỏ hơn 1. VS thì các bạn nào chưa nhớ VS nhá thì thầy nhắc lại VS này. VS chúng ta có là x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, x1 nhân x2 bằng gì, c trên a. Và áp dụng luôn vào đây thì các em thấy này, b trừ b trên a đây, trừ b là thằng này, tức là 2 lần m trừ 2 chia cho a là m trừ 1, như vậy nó bằng là 2 lần m trừ 2 trên cho m trừ 1. C trên a là gì, m trừ 3 chia cho m trừ 1, như vậy là m trừ 3 trên cho m trừ 1 nhá. Thay vào đây là xong rồi, thay đây xong. Em thay ở đây thì cái này em tương đương được này. X1 cộng x2 tức là 2 lần m trừ 2 trên cho m trừ 1 cộng với m trừ 3 trên m trừ 1. Cái này sẽ nhỏ hơn 1, được chưa?
Còn đây là cái bất phương trình này thì tính là chỉ có đơn giản quy đồng là xong thôi. Bây giờ nhá, mình sẽ gộp hai này lại đã, tức là nó bằng 2m cộng m là bằng 3m trừ 4, mà trừ 3 là gì? Trừ 7 trên cho m trừ 1. Và cái này sẽ nhỏ hơn 1. Chỗ này bạn nào nhân chéo là sai nhá, bởi vì chúng ta không biết m như nào được nhân chéo nhá. Em đổi sang một vế mà làm 3m trừ 7 trên cho m trừ 1 trừ đi 1 là nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0. Vậy tương đương này, các em quy đồng lên thôi. 3m mà trừ đi m trừ 1. Đấy, 3 lần m trừ 7 trừ đi m trừ 1, được chưa? Trên cho m trừ 1. Bình thường là thầy hay làm tắt luôn đấy, nhưng mà tôi phải viết từ từ một tí để cho các bạn thể dễ dàng theo dõi. Tương đương chỗ này là các em có rồi. 2m này. 2m này trừ 7 này, phá thằng này ra thành cộng 1, tức là gì? Trừ 6 trên cho m trừ 1. Cái này phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0 nhá. Thì các em thấy ngay ở đây là có hai nghiệm. Cái này thì các em nhân cũng đi chia mà. Cái này ở dưới này là nghiệm bằng 1 này, ở trên này là nghiệm bằng 3 đúng không? 1 với 3 mà dấu là dấu dương rồi. Đấy, tương đương ở chỗ này này thì các em sẽ có là gì? 1 sẽ nhỏ hơn m và nhỏ hơn 3 nha các em nhá. Được chưa? Rồi ok, như vậy thì chúng ta sẽ có cái đáp án này như thế này. Đó. M nhỏ hơn 3. Tại sao không nhân chéo luôn hả thầy á? À, có thể là các bạn là chắc là các bạn nhỏ hơn 3, m nhỏ hơn 3 là các bạn nhân chéo đúng không? Nhân chéo là chết ngay, nhân chéo chết ngay. Cái này âm hay dương? Âm hả? Hay là dương? Hả? Biểu thức m trừ 1 là âm hay dương? Khi các em nhân một biểu thức âm lên thì nó sẽ bị đảo chiều. Nhân một biểu thức dương thì nó giữ nguyên chiều, nhưng thầy ở đây không biết m trừ 1 âm hay dương nên chúng ta không được nhân lên. Nếu nhân lên là sai, nhân lên là chết nhá. Thầy biết tại sao các bạn comment là m nhỏ hơn 3 rồi, tại vì các bạn đã nhân lên đúng không? Nhân lên là chết ngay nhá. Sai ngay, sai. Đúng rồi, nhân lên là chết ngay, nhân lên chết ngay em ơi, nhân lên là chết. Phạm Phương đây này, Phạm Phương chắc chắn là nhân lên rồi. Đấy, không nhân lên nhá. Tuyết Anh đúng rồi này, Tuyết Anh đúng rồi, một nhóm m nhóm ba này, ok chưa? Bạn Tuấn Anh WTF nghĩa là gì ấy? Ý em là gì? Ok chưa? Đấy, nhân lên không được nhá. Cái này lớp 12 cũng rất là hay có đấy. Mấy cái giải bất phương trình này là 12 là phải thạo thôi. Nhầm một số thôi đã chết thì 12 là trắc nghiệm. Các em mà trả sai làm gì có cơ hội được điểm. Ok nhá, xong nhá, câu này là một nhóm m nhóm ba nhá. Ok, xong nhá, xong bài 5 rồi nhá. Đổi kết quả nhiều vậy mà vẫn sai à? Ok em. Đấy, các em thấy đấy, chúng ta giải thì chúng ta mới biết là chúng ta sai ở đâu. Cứ ngồi nghe ủi đạo hàm đơn giản mà, các em đạo hàm ra, các em tính như bình thường, các em áp dụng công thức thì được thôi. Mấy câu đấy thì làm sao mà làm được bài? Để nói thật nghe nói thế thôi chứ làm sao làm được bài? Đấy, làm sao làm bài? Được chưa? Thôi bài 6 thì tạm thời để lại nhé. Đấy, để lại đã này. Đấy, bởi vì bài 6 này bạn nào xem nhóm chat thì đã có bạn giải rồi. Các bạn giải rồi nhá. Các bạn nào mà chưa được xem ý thì câu này là một câu khó. Dùng tam bước bậc 2, nhưng mà thầy suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì nghĩ là gì, lên 12 ấy thì nó có biện pháp tốt hơn ấy. Đấy, nên là thầy nghĩ là thôi để lại. Còn nếu mà lên 12 ấy thì trong cái phần một sắp tới 12 ấy, thầy sẽ nói về cái phương pháp này cũng như là phương pháp của lớp 12, ưu nhược điểm từng phương pháp, khi nào chúng ta dùng phương pháp này, khi nào chúng ta không dùng phương pháp đấy nhá. Tại vì nó hơi khó tí nên thầy nghĩ rằng ở đây có sẽ là khả năng nhiều bạn sẽ không hiểu. Qua bài 3 nhá. À, qua bài 7 nhá, bài 7 nhá. Qua bài 7. Bạn nào mà trong nhóm chat thì các bạn đi biết bài 6 này rồi, các bạn đi giải rồi, thầy nói thật là bây giờ thầy ngồi giải lại các bạn chỉ ngồi cười thôi. Thầy không thích thế. Bài 7 nhá các em nhá, bỏ qua bài 6 nhá, bài 7 các em ơi. Bài 7 có đây nào. VN comment m nhỏ 1/4 m khác không với bài 7 à? Hay là bài 6 đấy, bài 7 à? Bài 7 nhá. Còn bạn nào mà không muốn hỏi bài 6 tí thầy comment trợ lý ra. Tuyết Ánh học 12 rồi mà chưa áp dụng được gì ạ? Nếu thế thì em phải
chuẩn bị qua 12 gặp thầy em ơi, 15 nhá, 15 qua gặp thầy hiểu hết ngay, phần này dễ như ăn kẹo luôn. Đấy, kẹo gì chưa biết nhá, bây giờ có nhiều loại kẹo lắm. Ok nhá em nhá. Nào câu 7, nào câu 7 này là một câu mà nếu mà nào chắc chắc cú ở khả năng làm được ấy, nghĩa khả năng làm được ấy. Câu này thì không cho khó đâu. Người ta hỏi là f phẩy đúng không, phương trình f phẩy như vậy đạo hàm ra cho thầy, suy ra này f phẩy x ở đây bằng bao nhiêu, x mũ 4 đạo hàm xuống là hết 4 rồi, còn x mũ 3 trừ đi này, x mũ 3 đạo hàm là hết rồi, như vậy là 2 lần x bình cộng với m cộng 1 nhân x được chưa, trừ m rồi, chỗ này thì bạn nào cũng đạo hàm ra rồi, đạo hàm này thì các em quen quá, thầy đạo hàm hộ ấy. M nhỏ hơn 1 phần 4 m khác 0, 7 m nhỏ hơn 1 phần 4 m khác 0. Bài 9 dễ kìa, chép bài mình ở VN comment đầu tiên thì thầy nghĩ là các bạn chép bài của VN rồi. Chết thật, học online chép bài nhau, chết dở. Thế thì bài này ấy, thực ra nhá, sau khi mà đạo hàm ra xong ấy, với một cái câu này người ta hỏi chúng ta là gì? Có 3 nghiệm phân biệt. Thì cái vấn đề quan trọng ấy là các em nhìn thấy đây là phương trình bậc 3. Phương trình bậc 3 này ấy, mà để có 3 nghiệm thì hiện tại ở lớp 11 là chưa giải được. Đấy, nếu mà nó không có nghiệm đẹp thì chưa giải được. Còn ở lớp 12 thì giải được rồi. Đang giải lớp 12. Không biết là Mi Uyên với cả mấy bạn Tuấn Anh, Phạm Phương là giải 11 hay 12 đấy. Hay là các em ôm hết 12 vào đây các em giải bài cho các em. Đấy đang nói là gì? Là cách của lớp 11 nhá. Bạn nào dùng giải 12 thì xem thầy giải này. Đấy. Thì ở đây nhá, thầy đấy là gì? Chúng ta sẽ không để giải bằng cách là biện pháp là tính ra, bởi vì nếu mà cái này không nghiệm đẹp cũng tính nổi, nên thầy đoán là bài này phải có nghiệm đẹp. Thế thì làm sao để mò ra nghiệm này thì rất đơn giản như sau này. Các em dùng máy tính cho thầy nhá. Đó, khi mà người ta hỏi một cái phương trình của ba có ba nghiệm nhá, ba nghiệm phân biệt, các em dùng máy tính như này, rất đơn giản nhá. Đầu tiên các em sẽ nhập cái phương trình của ba lại, nhập cái phương trình của ba vào, các em thay m bằng một số bất kỳ cho thầy. Ở đây thầy lấy m bằng 2 đi. Được chưa? Thay m bất kỳ vào thì các em bấm máy tính như thế này. M bằng 2 đi. Thì các em thay m bằng 2 vào thì các em sẽ có được cái đáp án này. Đấy, x bằng 1 này. Đó, x bằng 1. Thầy sẽ có ngay suy ra x bằng 1. Được chưa? Đó. Sau em lại thay bằng một giá trị m bất kỳ vào nữa. Thầy thích thay m bằng 5 đi. Đấy, em thích thay bao nhiêu cũng được, thay lẻ được 1.1, 1.2 được. Đấy, thầy thay m bằng 5 nhá. Thì em sẽ thấy ngay này. Đây vẫn là 1 này, trừ 2 này, thay 5 là 6 này, thay 5 là trừ 5 này. Lại ra tiếp x bằng 1. Đó, em thấy chưa? Lại ra tiếp x bằng 1. Đó, còn các nghiệm kia không cần quan tâm đến nghiệm chẵn thôi, nghiệm nguyên ấy, nghiệm không phải nghiệm nguyên nhưng mà nghiệm phân số cũng được, nhưng mà nghiệm là nghiệm chẵn. Đấy. Các em nhìn thấy này, khi các em bấm hai số hoặc ba số m đều cho ra một nghiệm cố định thì đấy chính là nghiệm gì? Nghiệm cố định thôi. Thế nên nghiệm cố định đơn giản thế, không gì cả. Như vậy bài này thầy biết là nó có một nghiệm là x bằng 1 rồi. X bằng 1 rồi. Thế thì bây giờ thầy chỉ cần phân tích ra để cho nó ra là gì? Ra là x bằng 1. Thế là xong. Đấy, nó sẽ có một nghiệm là x bằng 1. Như vậy thì cái thằng f phẩy của x này nó sẽ bằng là x trừ 1 nhân với một biểu thức nào đấy. Thầy chưa biết. Thầy chưa biết nhá. Thì làm sao để biết biểu thức đấy? Thì mình dùng chia ra thức hoặc là mình dùng phép đặt ra. Đấy, ở đây thầy chia ra thức đi. Chia ra thức cho các em biết một chút về chia ra thức nhá. Thì thực ra chia ra thức em học rồi nhưng mà có thể là quên. Đấy, hôm nay bài hôm nay là thầy tổng hợp rất là nhiều kiến thức nhá. Mình sẽ chia cho x trừ 1. Thầy tổng hợp rất nhiều kiến thức ở trong một bài ôn này đấy, tổng ôn này cực kỳ nhiều kiến thức nhá. Học nghe được, học nghe ok nhá. Học nghe ok nhá. Nhưng mà ở đây thầy sẽ chia ra thức cái cách đơn giản nhất mình học từ hồi lớp 1, lớp cấp 1 rồi ấy, thì mình chia cho nó thông thạo nhá. Thì mình chia xuống thì mình cứ xếp cho mũ nhỏ dần xong mình chia bình thường thôi, x mũ 3 chia cho x thì sẽ được là x bình. Sau em nhân ngược lên thì nó sẽ thành x mũ 3 trừ đi cho x bình. Đặt dấu trừ ra ngoài đấy, như chia số bình thường thôi, học ở lớp 1 rồi. Đấy, cái x mũ 3 chính x mũ 3 bằng 0 này, trừ 2x bình trừ đi trừ x bình, tức là bằng cộng x bình, như vậy nó thôi là trừ x bình. Cái ở trên này không có thì mình hạ xuống, hạ bình thường xuống thôi. Các em chia cho thằng này, trừ x bình chia cho x là trừ x, được chưa? Lại nhân ngược lên, như vậy là trừ x bình phương cộng trừ x nhân với cả gì, một cộng x, được chưa? Cộng x trên cho này, các em lại đặt dấu trừ ở đây. Rồi, các em lại đặt dấu trừ ở đây nhá. X bình trừ x bình hết. M cộng 1x trừ đi x. M cộng 1
nhân x trừ x thì còn mx, được chưa? Mx trừ m, mx trừ m mình lại chia lại lấy cái số to chia ra thì thành là gì? Cộng m, được chưa? Nhân ngược lên là gì? Mx trừ m. Và khi em chia đúng thì khi phép trừ cuối cùng sẽ ra gì? Ra số dương bằng không nhé. Rồi xong rồi, thế thì bây giờ thầy sẽ viết lại sang bên này thôi, nó sẽ là gì? X bình phương trừ x cộng m, được chưa? Hockney cũng sẽ ra cái này. Bạn nào không ra cái này thì xin chia buồn với bạn là bạn làm sai rồi, ok, được chưa nhá? Ok, đoạn này đơn giản rồi. Lớp 7, lớp 8 mới học chia đa thức, nhưng mà lớp 1 đã học chia số rồi. Đấy, đặt phép chia cột dọc các số, lại bảo lớp cấp 1 chưa học đi. Đấy, thế bạn nào học cấp 1 các em học cái gì? Thầy học đặt phép chia, đặt phép chia. Hay lớp 2 nhỉ? Cấp 1 thầy nhớ là trong cấp 1. Rồi. Thế cái này xong rồi, bây giờ phương trình này có 3 nghiệm phân biệt. 3 nghiệm phân biệt thì suy ra được là mình sẽ có cái phương trình. Đấy, này này, thầy gọi là sao nhá, phương trình bậc 2 này. Tức là sao này này phải có gì? Phải có hai nghiệm phân biệt, hai nghiệm phân biệt đó, và chú ý là phải khác mấy, khác một, khác một. Vậy tương đương ở đây thì các em sẽ có là gì? Có hai nghiệm phân biệt và khác một, tức là delta nó phải lớn không, và mình thay một vào đây nó phải khác không, tức là một bình phương trừ một cộng m phải khác không, tương đương ở đây này. Đấy, cái trên này mình sẽ giải luôn, một trừ một là gì? Một trừ một bằng không thì m khác không, m khác không. Delta của thằng này thì quá là dễ rồi, delta bao nhiêu? Một trừ đi bốn m, cái này phải lớn không, được chưa? Như vậy mình giải thằng này ra, mình sẽ có m phải khác không, và m mình đổi sang đây đúng không, như vậy m phải nhỏ hơn gì, m phải nhỏ hơn 1/4, đúng rồi. Như vậy thì các bạn comment bài này đúng hết. Đây à, các bạn đỉnh cao đấy, không đùa được đâu nhá. Ok ok ok, đúng hết rồi, các bạn comment trên này đúng hết. May mấy này không có trong thi á, mấy câu này lên 12 gặp đầy em ạ, không có trong thi vào mắt nhá, lên 12 gặp đầy luôn. Đó. Lớp 3, lớp 1 với 1 cộng 1 bằng 2. Ok em, ok Trần Linh, hợp lý em ạ, thầy học qua lớp 1, lớp 2 lâu quá rồi. Ok xong nhá, xong câu 7 nhá, đơn giản, đơn giản. Hai câu cuối, à hai bài cuối nào các em ơi. Xong rồi đấy, sắp xong rồi, hôm nay là khả năng được nghỉ sớm hơn mọi hôm mấy phút rồi. Bài 8 nào các em ơi, bài 8. Các em comment bài 8 giúp cho thầy nhá. Thầy lại xin 2 phút quảng cáo cho các em nhá. Đấy, cho các bạn nào mà chưa biết thì thầy nói nhanh thôi. Được chưa? Comment đáp án câu ấy được, câu 8 cho thầy xem hóc nghe có áp dụng được vào đây không, hay là bạn nào có đáp án câu 8 không. Thế thì ở đây nhá, thầy giới thiệu qua chút về khóa học của thầy dành cho các bạn 24 muốn học sớm chương trình 12 nhá. Bạn nào mới vào thì nghe một chút nhé, bạn nào nghe rồi thì để thôi ngồi nhắn lại tí nghe lời quảng cáo chút. Đấy. Thầy ở đây là đa cấp tri thức nhá, đa cấp kiến thức nha em nhá, kiến thức môn toán đấy. Đó. Thế thì cái lớp 12 là lớp rất là quan trọng nên thầy có một cái khóa là học trước lớp 12. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu từ trong tháng 5 này, chúng ta sẽ ôn tập 11 như thầy đang ôn đây và học sớm 12 các kiến thức ở lớp 12. Cũng như sau đó chúng ta sẽ qua phần luyện đề và sau đó là tổng ôn. Tổng ôn này sẽ là gì? Sẽ là thầy sẽ đưa ra các cái dạng bài chắc chắn sẽ gặp, cũng như các đề dự đoán, và làm luyện tập thêm các cái đề tiếp theo. Đó. Cả ba khóa học này sẽ trị giá là 1,2 triệu dành cho 50 suất đầu tiên các bạn đăng ký nhanh nhất. Thực ra ấy thì mỗi khóa này là 800.000 đồng, nhưng bây giờ đang có ưu đãi như vậy, và nếu mà các em rủ thêm bạn bè học cùng nữa thì là càng được giảm giá thêm nhé. Đấy, chi tiết các em inbox thầy hoặc là PM hai chị trợ lý Lê Nga với Đặng Thanh Thúy á, thì sẽ tách các em ạ. Đó. Thế còn nội dung khóa học thì từ ngày tháng 5 đến tháng 12 chúng ta sẽ học hết kiến thức lớp 12, từ tháng 1 đến tháng 3 chúng ta sẽ luyện đề nhá, và từ tháng 4 đến tháng 7 thì sẽ là tổng ôn, thầy sẽ đưa ra những cái bài mà chắc chắn sẽ gặp cũng như là dự đoán đề của năm đó, được chưa? Thì hai cái khóa khi mà có cái khóa VIP này đưa ra ấy, thì cái khóa thường nó sẽ bị hạn chế đi một chút đó, về trong vấn đề hỏi đáp thì khóa VIP chắc chắn là sẽ được đáp ứng hết rồi trong các cái quá trình liên quan đến học hành, học tập môn toán nhá. Đấy, còn bình thường thì thầy vẫn giải đáp bình thường thôi, các em cứ inbox có thời gian rảnh thì giải đáp hết nhá. Nhưng mà nếu mà vẫn khóa thì cũng phải xin lỗi các em đó. Còn về vấn đề thi thử thì chắc chắn là khóa VIP sẽ thi thử rất là nhiều, hàng tuần hàng tháng, và thầy đang liên hệ với các thầy cô khác. Các em có thể inbox cho thầy cái thầy cô mà em thích bọn em xem live, các em thích tất nhiên là một cái sách thôi thì thầy mới inbox được. Các trang khác thì thầy cũng xin chịu nhá. Đó, thì thầy sẽ cố gắng tổ chức đầy đủ các môn cho em. Đó. Còn khóa VIP này sẽ tức là nó sẽ trở thành nhóm kín ấy,
và khóa thường thì sẽ không xem được nữa nếu mà khi mà đến một thời gian ở đấy, còn thời gian nào thì chưa biết thì sẽ cố gắng like nhiều nhất họ em. Còn khóa thường thì vẫn sẽ like vào cuối tuần chẳng hạn, thêm một buổi để cho cả hai khóa càng không điều càng tốt mà, đúng không? À, bạn nào mà muốn đăng ký thì inbox thầy nhá, hoặc inbox page, còn không thì liên hệ hai bạn, hai chị trợ lý là Lê Nga với Thanh Thúy Tuyết Sách nhá. Ok em nhá, xong nhá, xong phần quảng cáo nhá. Phần quảng cáo này bắt buộc phải có thôi em ạ, không được có được. Thế nên là các em mà thấy hơi phiền thì thôi, cố gắng nghe chút nhá. Nào các bạn comment đáp án câu 8 xong chưa? 12 là lên 12 học dễ lắm, học trước quên sau đấy là các em chưa hiểu vấn đề rồi. Nếu mà các em học với thầy sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu, chắc chắn luôn nhá. Nào câu 8 các bạn nào có đáp án không nhỉ? Thầy chưa thấy câu 8 bạn nào có đáp án thì phải. Câu 8 bạn Phạm Phương ra là M lớn 1 này. Các bạn nào có đáp án câu 8 không? Câu 8 không có đáp án nào đáp án à? Câu 8. Chưa rồi, không có bạn nào có đáp án em các em ơi, câu 8 này khó thế à? Có thể nghĩ là câu trên làm được, câu này làm được chứ. Suy ra này, f'x này bằng này x mũ 3 cộng với cả gì, m cộng 2 nhân x bình cộng 3 lần mx cộng m bình, được chưa? Được rồi. Đáp án này chính xác chưa nhỉ? X mũ 3 này, m cộng 2 nhân x bình này, 3 lần mx này. Ok, cộng m bình. Đúng rồi, đây là f' nhá. Bây giờ người ta hỏi là f' bằng 0 có gì? Hai nghiệm phân biệt. F' bằng 0 là hai nghiệm phân biệt. Thế thì nếu mà f' bằng 0 có hai nghiệm phân biệt ấy, thì rõ ràng cái biểu thức này nó sẽ phải ra thành là x cộng a nhân với cả gì, x cộng b tất cả bình, kiểu như vậy, kiểu như vậy là nó có hai nghiệm được, đúng không? Tức là nó không thể có biện pháp nào khác cả. Đó. Đáp án của em là kết quả của thầy. Ok em, Nguyễn Tuấn Vương trả lời thông minh đấy. Nhưng mà thầy có biết kết quả bằng bao nhiêu đâu. Thế thì các em này, thế thì bây giờ ấy, vẫn là một câu hỏi như vậy rồi, liệu thằng này có nghiệm đẹp hay không? Nếu nó có nghiệm đẹp thì bài toán này giải quyết xong, còn nếu không có nghiệm đẹp thì hơi căng, bởi vì hàm bậc 3 chúng ta không có cách giải, không có tính nên ra. Như vậy chúng ta thử lại nghĩ đến việc có nghiệm đẹp, chúng ta lại bấm máy tính nhá. Đó, thì thầy sẽ cho vào máy tính. Là bây giờ thầy lấy m bằng mấy nhỉ? Bây giờ thằng này nhá, thầy lại lấy ra hai con m đi, m bằng 1 đi. M bằng 1 đi, suy ra là x bằng mấy. Nếu mà nó không có nghiệm đẹp thì tức là bài này thầy cho nhầm đề. M bằng 1 thì cái này bằng 3 này, cái này bằng 3m là cộng 3 tiếp này. Cuối cùng là 1 này. X bằng âm 1. Ủa cái này có x đúng bằng âm 1 luôn này các em. X bằng âm 1. Cái m bằng 2 thì xem nào. M bằng 2 thì chúng ta sẽ có 1 này, 4 này, 6 này, 4 này. X bằng âm 2. Bạn nào có nhận ra cái gì không? Bây giờ thầy cho m 1,1 nhá. 1 này, 1,1 cộng 2 là 2, là 3,1. 3,1 này. 3 nhân 1,1 này và 1,1 bình này. À đó, các em thấy chưa? M bằng 1,1 thì suy ra được x bằng gì? Trừ 1,1. Nào các bạn có nhận ra cái gì chưa? Thầy nghĩ là đến đây là các bạn nhận ra rồi đúng không? X bằng trừ m. Rồi, chỗ này đẹp cho con gì? X bằng trừ m. Thử đến đây là đoán được rồi, x bằng trừ m nhá. Còn tất nhiên bạn nào mà thông thạo thì các bạn chắc là bạn đoán được ngay từ khi thầy bấm hai cái đầu rồi. Như vậy thằng này f phẩy của x nó sẽ bằng là x trừ m, tức là x cộng m nhân với một cái biểu thức nào đấy. Bạn nào đọc cho thầy biểu thức sau được không? Thầy đỡ phải chia. Các em ơi, các em đọc cho thầy biểu thức sau đi, thầy đỡ phải chia được các em ơi. Có bạn nào đọc được biểu thức sau không em ơi? Không có bạn nào comment ở trên này à? Trời ơi, lại phải chia các em. Rồi ạ, thầy cứ nghĩ thôi, em phải hỗ trợ thầy tí chứ. Có bạn nào có biểu thức phía sau không? Ôi rồi, thôi thì chia nhá. Nhờ các em này chết. Nào, chia này. Chia đâu? Nào, bây giờ mình sẽ có là x mũ 3 này cộng với cả m cộng 2 để nhân x bình này cộng với cả 3 lần mx này cộng m bình này chia cho x trừ m.
chưa? Chia cho chị mở lại, đặt phép chia như lúc nãy đấy. X bình cộng 2x cộng m, ok. Thầy lấy giá trị bạn Phạm Phương ở đây là x bình nhá, cộng với cả 2x cộng m này. Đó, được chưa? Thế bây giờ nhá, thầy chép bài các bạn, nhưng mà thầy nó lại có cái chính kiến của mình, tức là chúng ta sẽ phải xem là mình là đúng hay làm sai. Đấy, chép bài bạn nhưng mà phải lại có chính kiến cơ, chứ không phải là chép bừa. Thế thì muốn biết là mình làm đúng hay mình đúng hay sai ấy, thì thầy ở đây thầy lấy m bằng 1, à thầy lấy x bằng 1, lấy m bằng 2 thì bấm vào đây nhá. Thì các em thấy này, m x bằng 1 này, m bằng 2 này, đó, nhân với cả gì? X bằng 1. Đó, m bằng 2, được chưa? Chưa? Như vậy ở đây thầy có giá trị là 15. Bây giờ thầy lại thay vào đây xem có được giá trị 15 không nhá. X bằng 1 này, m bằng 2 thì thằng này là bằng mấy? 2 cộng 2 là 4, được chưa? Cộng 4 này, cộng với cả gì? M bằng 2 là 6, được chưa? M bằng 2 tiếp là bằng 4, được chưa? Đúng 15 rồi. À, như vậy là các bạn làm đúng đấy, thầy chép bài các bạn là tin tưởng đấy. Ok nhá. Ok ok. Tuấn Anh không đoán ra. M x bằng âm m cay thật à? Ok em. Ok đó, thì bạn Tuyết Ánh với cả bạn đấy là làm đúng rồi. Như vậy là thầy đã có cái đáp án sau khi chép bài hai bạn là được là như thế này, em phải ra như thế này nhá. Còn bạn nào mà muốn thử sức thì tự chia cho thầy nhá. Thầy hơi lười tí. Ok nhá. Thế như vậy là cái gì? Bài này có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Ta hỏi là fx bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Đấy, cái phương pháp này là phương pháp đoán nghiệm đấy nhá. Đoán nghiệm rất hay và lên 12 là chúng ta sẽ sử dụng đấy. Thế nên là các em chú ý ghi nhớ nhá. Rồi. Như vậy ấy, bài này có hai nghiệm phân biệt thì tức là cái phương trình này này, phương trình này phải gọi là sao đi. Thì suy ra là sao phải có gì? Phải có một nghiệm. Đấy, có một nghiệm bằng gì? Bằng m, bằng âm m, hoặc là gì? Hoặc là sao có nghiệm kép. Được chưa? Có nghiệm kép. Đấy, thầy giải lần lượt ta là xong. Bây giờ thằng này có nghiệm bằng âm m nhá, trường 1 này. Trường 1 này là gì? Sao có nghiệm bằng âm m. Bằng âm m. Thì mình sẽ suy ra được là gì? Mình thay âm m vào đây phải bằng 0, như vậy là trừ m tất cả bình phương cộng với cả 2 nhân trừ m cộng m bằng 0. Rồi, cái này thì thầy nghĩ là giải đơn giản rồi. Tương đương thằng này là gì? M bình phương trừ m bằng 0. Như vậy tương đương ở đây, cái trường hợp này mình giải được m bằng 0 hoặc là m bằng gì? 1. M bằng 0 hoặc là m bằng 1, được chưa? Đấy, các em thử nhẩm lại lên trên này, em thấy ngay m bằng 0 thì thằng này là gì? X nhân x bình cộng 2, được chưa? Như vậy là hai nghiệm phân biệt rồi. Rõ ràng đúng không? M bằng 1 thì cũng thế thôi, các em thay ở đây. À, m bằng 1 là không đường này. Đấy, cái này phải loại này. Đó, các em phải thử lại thôi. M bằng 1 ở đây thì các em thấy là gì? Các em thay 1 vào đây thì nó là x cộng 1, thằng này là x cộng 1 tất cả bình. Đó, như vậy là x cộng 1 tất cả 3, chỉ một nghiệm thôi. Đó, loại nhá. Không thử lại phát sai ngay. Cũng lừa đấy các em ạ. Rồi, trường 2. Trường 2 là sao có gì nghiệm kép? Sao có nghiệm kép? Trường này loại luôn, bởi vì sao? Sao có nghiệm kép chính là bằng 1, như m bằng 1 đây, như lúc nãy chúng ta thấy đúng không? Suy ra loại luôn. Sao là m bằng 1, suy ra loại luôn. Đó, chúng ta giải ở trên rồi. Xong nhá, như vậy bài này đáp án là m bằng 0. Ok. Bài này m bằng 0. Được chưa? Hay không em ơi? Hay không? Ok. Thầy ơi, hóc nghe em làm không dạ. Thầy thì thầy không nhớ hóc nghe nhiều bằng chia tay đâu. Các em chia tay bao giờ ra? Hóc nghe thì không chắc. Hóc nghe thì không chắc rồi, không thể chia ra không. Nhá. Có thể em hóc nghe chưa chuẩn. Bởi vì hóc nghe thì thầy nhớ là chia được mà. Chưa được đấy. Rồi, qua nó bài 9 nhá. Ok, bài 8 các bạn hiểu hết rồi gì? Chưa hiểu cái lập luận lắm thầy ơi ạ. À? Cái lập luận này dễ mà. Thầy nói lại cái lập luận cho bạn Nguyên Ngọc nhá. Ngọc Nguyên thì chắc đúng không? Hay là Vũ Nguyên Ngọc đúng tên em đấy. Nguyên Ngọc nhỉ, đúng không? Ok nhá, thầy nói lại cái lập luận này. Cái này lập luận này thì rất là đơn giản rồi nhá. Đến đây là ok rồi đúng không? Thì các em thấy này, phương trình này mà chỉ có hai nghiệm phân biệt ấy thì rõ ràng là phải có một cái nghiệm của cái thằng này này, nó phải trùng với trừ m. Thì để thằng này lên thành bình phương, hoặc là thằng này phải có nghiệm kép. Nghiệm kép thì là tính là một nghiệm thôi, thì thằng này nó sẽ có hai nghiệm phân biệt, được chưa? Và thầy chia ra từng trường hợp thầy làm luôn. Ok chưa? Lập luận đấy được chưa? Ok nhá em nhá. Hôm nay ra đấy. Hoang này dài nhá, hoang này dài nhá em nhá. Nhưng mà thầy thì thầy không sử dụng hoang này nhiều đâu. Thầy quen chia tay rồi. Chúng ta có thể sử dụng một cái biện pháp chúng ta thạo nhất thôi. Còn các em nhớ nhiều biện pháp tốt. Đó. Bài 9 này.
Bài 9, bài 9. Bài 9 là một bài mà thầy nghĩ là các em có thể đã gặp rồi trong những cái lúc mà các em đi thi hoặc là các em làm đề đâu đấy, các em bật rồi. Thế thì bài 9 này nhá. Thì câu A là câu rất dễ. F phẩy x này thầy có thể suy ra được luôn đây. Rồi, ở đây hết chỗ rồi. Thầy viết xuống đây nhá em nhá. Fx bằng gì? Bằng 1 trên x cộng 1. Thì cái này em sẽ suy ra được ngay nhá. F phẩy của x này thì sẽ bằng này. Cái này em đạo hàm bạn nào cũng biết rồi, trừ 1 trên cho x cộng 1 tất cả đi bình, được chưa? Nhưng nếu mà để thế này đạo hàm tiếp thì là khó. Bởi vì chúng ta sẽ bị gặp phức tạp, như vậy các em phải đổi lại cho thầy sử dụng cái công thức lần đầu ở trên thầy thầy dạy đấy các em, trừ 1 nhân với cả, tức là 1 trên x mũ n sẽ bằng là x mũ trừ n nhá, nhưng mà chỗ này nó sẽ là x cộng 1 tất cả mũ gì? Trừ 2. Được chưa? Đến đây đạo hàm tiếp thì các em sẽ có f2 phẩy của x sẽ bằng là gì? Trừ 1 nhân gì? Trừ 2. Nhân tiếp thằng này thầy hạ trừ 2 xuống rồi đúng không? Thằng này sẽ là x cộng 1 nhân trừ 2 trừ đi 1, vậy là gì? Cũng trừ 3. Đó. Được chưa? Em thấy chưa? Như vậy là thầy đạo hàm ra được f f phẩy và f 2 phẩy rồi. F f phẩy và f 2 phẩy rồi, được chưa các em? Được chưa? Đó, được chưa, được chưa? Đấy, thế thì các em nhá, các em nhìn thấy này. Các em nhìn thấy này. Thế thì ở đây nhá, đạo hàm bây giờ người ta bắt tính đạo hàm cấp n, tức là đạo hàm n n lần này ra. Thì tất nhiên nhìn vào đây các em sẽ nhận ra được. Các em phải làm tiếp một lần nữa. Các f f3 phẩy của x đi. Em đạo hàm ra thì em sẽ thấy ngay. Thằng này là gì? Trừ 1 nhân trừ 2 nhân gì? Trừ 3 lại hạ xuống, được chưa? Nhân tiếp x cộng 1. Lúc này thằng này nó lại thành là gì? Trừ 4, được chưa? Như vậy các em nếu mà các em tinh ý thì các em sẽ thấy ngay thằng này nó sẽ là gì? Trừ 1. Thầy sẽ nhân hai cái dấu trừ ra ngoài thì là ra ngoài nhá. Thì nó là bằng trừ 1 bình này. Đó, nhân với 1 nhân 2 đúng không? 1 nhân 2 nhân x cộng 1 mũ gì? Trừ 3. Thì thằng này thầy sẽ làm thằng tiếp theo này. Thằng này có ba cái dấu trừ, tức là trừ 1 mũ gì? Mũ 3, đúng chưa? Nhân với 1 nhân 2 nhân 3 nhân với cả x cộng 1 mũ gì? Trừ 4. Như vậy các em có thể nhìn ra cái dấu hiệu của gọi là tổng quát nó lên được không? Đó thì thầy sẽ suy ra được ngay là fn của x nhá thì sẽ bằng này. Các em sẽ có là trừ 1 mũ gì? N. Đấy, 3 phẩy thì mũ 3, 2 phẩy thì mũ 2, 1 phẩy thì mũ 1. Thế là n phẩy thì ra mũ n. Được chưa? Nhân 1 này. 2 phẩy là 1 nhân 2, 3 phẩy là 1 nhân 2 nhân 3. Như vậy n phẩy thì sẽ là 1 nhân 2 nhân 3 nhân đến n. Như vậy thì thằng này nó sẽ là n dài thừa. Thầy rút gọn lại nhá, viết dài quá làm gì đúng không? N dài thừa. Nhân với x cộng 1 mũ 2 phẩy thì là trừ 3, 3 phẩy thì là trừ 4. Như vậy n phẩy thì sẽ là gì? N trừ n cộng cộng 1. Được chưa? Và thằng này thầy sẽ viết lại đúng theo cái quy tắc của nó cho nó đẹp. Tức là trừ 1 mũ n nhân n dài thừa trên cho x cộng 1 tất cả mũ n cộng 1. Được chưa? Lại xong. Ở đây thầy sẽ không bắt chứng minh nhé. Bởi vì chứng minh không giải quyết gì. Đi đi đại học. Đi đi đại học. Đi thi trung học phổ thông quốc gia lớp 12. Các em chỉ mò ra đáp án này. Đấy, nếu người ta có hỏi mò ra đáp án này xong, chọn luôn đáp án đúng. Đi sao? Trắc nghiệm. Các bạn trắc nghiệm. Đó, trắc nghiệm. Còn bài này mà chứng minh thì thầy sẽ dùng là quy nạp, nhưng mà thầy không bắt chứng minh. Thầy chỉ bắt em mò ra được cái đáp án này thôi. Vậy là đủ. Vậy là đủ nhá. Bạn Tuấn Anh xem nào. Trừ 1 mũ n nhân n dài thừa trên cho x cộng 1 mũ ok đúng đúng đúng. Ok chưa các em? Chỗ này các em hiểu chưa? Các bạn ở trên live đã hiểu chưa các em ơi? Các bạn trên live hiểu chưa? Các bạn trên live hiểu hết chưa? Hôm nay thầy đã đi qua 9 câu hỏi. 9 câu hỏi để giúp các em có thể tìm hiểu được là gì? Mình hiểu đạo hàm đến đâu và mình biết về môn toán này như thế nào. Đó. Còn sau cái phân buổi đạo hàm đấy thì thầy nghĩ là các em đã hiểu rất là rõ về cách đạo hàm cũng như là hàm hợp là cái gì và một số các cái tính chất gọi là đơn giản của cái tam thức bậc 2 để áp dụng vào tính toán. Đó, thì thầy nghĩ là nó là một trong những cái rất là hay và áp dụng 12. Bạn nào mà đã học 12 rồi các bạn sẽ nghe bài bài giảng này thì các bạn sẽ hiểu được cái ý của thầy khi đưa ra cái câu hỏi như vậy nhá. Thầy tin là các bạn đã hiểu rồi. Còn bạn nào chưa học 12 ấy, thì đợi qua 15 và thầy sẽ bắt đầu chuyển qua chương trình 12. Lúc đó thì các em sẽ thấy những cái này rất là hữu ích. Được chưa? Ok nhá. Như vậy tức là như vậy là xong rồi. Có bạn nào hỏi gì thầy không nhỉ? Có bạn nào hỏi gì về đạo hàm cũng như là hàm hợp ở đây không nhỉ? Qua 9 câu hỏi này. Các bạn có hỏi gì không?
Các bạn nào hỏi thì comment câu hỏi lên để thầy hỗ trợ nhé. Thầy và các bạn cùng nhau thảo luận một chút trước khi chúng ta dừng lại. Ok nhá, thầy thấy chả có bạn nào hỏi cái gì cả nhá. Như vậy là hiểu hết rồi đúng không? Ok nhá, hôm nay là chúng ta xong trước bình thường một tí đúng không? Ok, được chưa các em? Không bạn nào hỏi gì thì chào cái rồi chúng ta cùng nhau kết thúc và đi ngủ nào các em. Có bạn nào chào thầy không? Có bạn nào chào thầy không? Không là đi ngủ đây. Em xin phép hỏi thầy và các bạn chuyên toán với không chuyên một câu đi cắt tóc thì có sao không ạ? Mùng 3 đi cắt tóc á, mùng 3 đi cắt trà sao ạ? Thầy nghĩ thế, còn nó có đúng thế không thì không biết nhá. Ok, mi ân tí bên mời thầy, thầy à mà không chẳng cần đâu, thì thầy cho vào trong chat nhá. Chào Vũ Đạt nhá, chúc em ngủ ngon nhá. Chào Bích Nguyễn nhá, chúc em ngủ ngon nhá. Chào Mi Yên, chúc em ngủ ngon nhá. Chào Ông Nguyễn nhá. Chào Tuấn Anh nhá, chào Việt Toàn nhá, chúc mọi các em ngủ ngon nhá. Chào Nguyễn Ngọc nhá, chúc các em ngủ ngon. Chào Nguyễn Tuấn, chào Mỹ Linh. Ok, chào Tuyết Ánh nhá. Chào Ngọc Quyên nhá. Đấy, các học sinh rất là quen thuộc của thầy rồi đúng không? Đó. Thì các em chúc các em ngủ ngon nhá. Bạn nào mà chưa đăng ký khóa thầy thì inbox đi nhá, inbox nhanh. Đăng ký không 15 à 50 sau đó đầu đi nhanh lắm. Lúc đấy thầy khó hỗ trợ các em lắm. Còn các bạn nào mà hay like hay vào like thầy đấy thì rất mong muốn các em được mình. Đấy. Và nếu mà có quá 50 slot thì có lẽ là thầy sẽ có thể bảo kê được chút. Đấy, để nói trước là như thế. Nên là các bạn nào mà chưa đăng ký nhanh nhá. Đó. Chào Phạm Thắng nhá, chào Minh Nguyệt nhá, chào Phạm Phương nhá, chúc các em ngủ ngon nhá. Đấy, thầy nghĩ là qua hôm nay là đơn giản rồi. Đạo hàng các thứ đơn giản nhá. Ok, chào Đoàn Dương nhá, chúc em ngủ ngon nhá. Thôi thầy sẽ tắt like đây nhá. Chúc tất cả các em đang trên like của thầy thì học tốt, ngủ ngon và sang 12 là sẽ gì? Đánh chiến 8 cộng 9 cộng hết. Ok nhá. Hẹn gặp lại các em vào những buổi live tiếp theo. Chuẩn bị qua 12 rồi đấy. Nhớ nhá, đăng ký khóa thầy đi.